Xin chào tất cả quý vị Hôm nay chúng ta sẽ chào đón đến với kênh một người tác giả mới Tác giả Diễm Quỳnh Với một tập truyện cũng rất là hay Mang tên Đêm mưa kinh hoàng Câu chuyện này sẽ được Diễm Quỳnh tái hiện về chủ đề gì Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé Đêm khuya, mưa rơi giả dích tiếng mưa ồn à trên cả mái hiên nhà ông hoàng tiếng nước xối xả từng giọt từng giọt chảy xuống ngọn đèn dầu leo lép trong đêm căn phòng rộng lớn thoang thoảng mùi gỗ lim ông hoàng vẻ mặt sốt sáng đi qua đi lại hai tay chắp sau lưng ánh nhìn đạo tứ tung nhưng hình như đang nhìn về phía cửa chính trông ngóng chờ đợi từ bên ngoài một người đàn ông mặt mũi lấm lem toàn thân ướt sũng hai mắt đỏ rực hơi thở gấp gáp chạy vào phòng. Hai tay anh chắp lại, người cúi xuống miệng bẩm. Thưa ông, nó nhất quyết không chịu ở lại. Đây đã là người thứ sáu rồi, chúng ta nên làm thế nào đây? Ông Hoàng khẽ lắc đầu thở dài, buông một câu đầy thất vọng. Nếu không giữ được thì để nó đi. Mày đưa cho nó ít tiền bảo nhớ giữ mồm giữ miệng, kẻo giữ họa vào thân. Anh ta cúi người xuống rồi từ từ lùi ra ngoài cửa. Ông Hoàng khẽ thở dài, ánh nhìn xa xăm hướng về phía cửa sổ. Có lẽ chuyện này đã diễn ra trong một thời gian dài, nhưng dường như chẳng mấy thay đổi. Bên ngoài trời mưa xối xả, hạt mưa ngày một nặng hạt hơn. Hòa vào trong tiếng mưa là tiếng khóc thảm thiết của người phụ nữ trong mái tranh nghèo có nhiều chỗ rột. Hơi lạnh lách qua cửa sổ khép hờ, khẽ lay động tấm rèm. Đầu đó thấp thoáng một bóng lưng gầy gò nhấp nhô. Bên cạnh là một người đàn ông ngồi quỳ bên cạnh giường. Căn nhà này đã quá rột nát, mưa rơi thấm vào bên trong. Xung quanh nhà toàn thùng, chậu thau, nồi, son hứng những chỗ rột. Nước mưa rơi từng hạt xuống rồi nhôm, chậu đồng như những giọt đêm buồn não lòng. Tiếng khóc thảm thiết vẫn vang lên trong đêm cùng lời nói nghẹn ngào nơi cuống họng. Ông ơi, sao ông đã bỏ tôi và con mà đi thế này? ơi ông ơi là ông ơi hai người khóc một người lặng im chẳng có lời đáp lại thắng nhìn mẹ mình đau đớn mà không kìm được nước mắt anh lại gần ôm bà vào lòng an ủi mẹ mẹ đừng như vậy còn nghĩ chả ở dưới suối vàng thấy mẹ như vậy cũng không thể an lòng mà nhắm mắt mẹ đừng quá đau buồn bà hạnh chỉ biết ôm lấy tay con nước mắt không ngừng tuôn rơi bà làm thế nào để quên đi nỗi buồn này được cơ chứ người đầu ấp tay gối với bà bao năm nay đã rời xa bà lấy dũng khí đâu để sống tiếp thắng nhìn linh cấu cha mình thì càng đau buồn hơn cũng chỉ vì cái nghèo cái bệnh đã cướp cha anh đi mất có trách thì cũng trách ra cảnh quá khốn khổ đến một thang thuốc cũng không có cha anh ra đi trong đau đớn trong sự dày vò của bệnh tật nếu như phát hiện ra sớm hơn một chút thì dù có tán ra bại sản thì cha anh vẫn còn sống trên đời ở cái làng vân trì này là thế đấy kẻ giàu nứt đố đổ vách tiền của tiêu ba đời không hết kẻ thì không có một cắc trong tay ấy vậy mà cho dù cố gắng làm đến đâu tiền cũng vào tay bọn nhà giàu còn những kẻ như anh thắng thì số phận chỉ là bệnh tật và nghèo đói đêm nay mưa to hơn mọi hôm và có lẽ là một đêm dài đằng đắng, đắng sáng hôm sau anh thắng cùng mấy người hàng xóm đưa linh cữu cha về nơi ăn nghỉ cuối cùng nhà anh nghèo ngoài mái nhà tranh gần sụp đổ thì còn một tấc đất nhỏ ở ngoài nghĩa địa may sao khi xưa các cụ còn để lại để chôn cất nếu không anh cũng không biết chôn cha mình ở đâu đám tang chỉ sơ sài niệm rồi đưa người chết về với đất trời chứ kinh phí đâu mà mời người tới viếng thăm ai là hàng xóm thân tình thì cũng chỉ sang thắp hương cho chọn tình chọn nghĩa Chứ làng vân chỉ này đâu được mấy ai giàu có Anh Thắng trộn cất trà xong xuôi đầu đó Thì lại tức tốc chạy về chăm sóc mẹ Bà Hạnh năm nay cũng hơn 60 rồi Tuổi tác cao mà cũng mắc nhiều bệnh xương khớp Này thêm chuyện chồng mất lại càng thêm đau buồn Anh về đến nhà thì thấy mẹ mình ngồi thẫn thờ trước cửa Đôi mắt đỏ hoe sưng tấy Hai tay trống vào cây gậy tre đã cũ Nét mặt vô hồn như đang tìm kiếm điều gì. Anh thương mẹ lắm, nhưng dấu có làm đến đâu cũng chẳng đủ tiền để chữa bệnh. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng không để lộ ra vẻ đau buồn. Anh tiến lại gần, ngồi bên cạnh bà rồi nói. Mẹ vẫn còn ốm sao không vào nhà nghỉ ngơi cho lại sức à? Bà nước mắt chứa chăn lắc đầu đáp. Làm sao mẹ có thể nghỉ ngơi được cơ chứ? Chả còn vì mẹ mà mất tập chí đầu mà nghỉ ngơi. Bà Hành bắt đầu tự oán trách bản thân vì cái chết của chồng mình. Đúng vậy, chồng bà mất do bệnh tật, không có tiền chữa. Nhưng điều đáng nói là cho dù có bệnh, ông cũng không nói với ai, âm thầm chịu đựng. Toàn bộ số tiền làm được đều dành hết cho bà chữa bệnh. Còn về bản thân mình, ông không nói một lời. Để rồi đến lúc lâm chung mới biết sự thật. Anh ôm mẹ vào lòng an ủi bây giờ chỉ còn lại hai mẹ con nương tựa vào nhau để sống nếu mẹ có mệnh hệ gì chắc anh cũng không thiết tha gì trên đời mọi gánh nặng gồng gánh gia đình đều đổ dồn lên người con trai ấy sẩm tối hai mẹ con ăn qua loa bữa cơm với canh rau cơm nước xong xuôi đâu đó anh đưa mẹ về phòng nghỉ ngơi rồi một mình với cây đèn dầu leo lét đến nhà ông hoàng để làm thuê sáng nay lúc chôn cất cha về anh có nghe người trong làng nói nhà ông hoàng đang cần một người làm trông ruộng dưa hấu cho ông ta sẵn đang cần tiền lại chưa có công việc gì thắng nhanh chóng chạy đến nhà ông ta xin việc bỏ ngoài tay những lời xì xào bàn tán của dân làng những lời bàn tán đó không nói về anh mà là về nhà ông hoàng về cái ruộng dưa hấu của ông ta ông hoàng xưa nay nổi tiếng giàu có nhất làng một phần cũng là nhờ ruộng dưa hấu ấy nhưng ngặt nỗi những ai từng được thuê để trông chừng ruộng dưa đều bỏ đi biệt tâm đến một nơi mà không ai biết có thể hiểu đó là bỏ làng mặc dù người dân nghi ngờ cố gắng hỏi nhưng những người làm ở đó tuyệt nhiên không ai dám hó hé nửa lời có lẽ ông hoàng đã dùng tiền để bịt đầu mối rồi cũng nên tính đến ngày hôm qua thêm cả thằng nam con ông bảy nữa là sáu người lần lượt rời khỏi làng sau khi nghỉ làm ở ruộng dưa hấu mà kỳ lạ ở chỗ chỉ cần một người từng làm ở đó rời khỏi ruộng là y như rằng đêm hôm ấy trời mưa rất to dù là ngày hạ hay xuân thì đều có những đợt gió mạnh sấm chớp vang đầm trời nhưng nó chỉ diễn ra vào đêm người ấy rời đi đến sáng hôm sau lại mây thuận gió hòa nhiều người trong làng đồn nhau ruộng dưa nhà ông hoàng có ma hoặc có thể có thế lực tâm linh nào đó ám theo nhưng đến tận nay chưa ai nhìn thấy hay nghe thấy bất kỳ điều gì kỳ lạ ở mảnh ruộng đó cả những người biết chuyện thì đều rời khỏi làng không một lý do cũng không hề có ý định quay lại lời qua tiếng lại tin đồn ngày càng lan xa nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến việc buôn bán của ông hoàng ruộng dưa đó cứ đến mùa là có người mua hơn nữa lại mua với giá rất cao bởi dưa to ngọt mà lại rất ít hạt. Mấy tên buôn thì màng gì đến chuyện có ma hay không. Bọn chúng chỉ cần dưa tốt và kiếm được lời thì có đến mấy con ma cũng chẳng sợ. Thắng cũng vậy, anh không bận tâm đến chuyện có ma hay không. Chỉ cần có tiền chữa bệnh cho mẹ thì việc gì anh cũng làm. Bước chân anh đi ngày một nhanh hơn trong lòng nuôi nấng hy vọng có được công việc này. Chẳng mấy chốc mà anh đã đứng trước cửa nhà ông Hoàng đúng là nhà của người giàu nhất làng có khác căn nhà cũng to hơn so với những ngôi nhà xung quanh chỉ cần nhìn trước cổng thôi cũng đủ thấy ông ta giàu đến cỡ nào anh nhìn chăm chú căn nhà ao ước một lần được cùng mẹ sống trong đó đang vẩn vơ trong những ước mộng viển vông thì đột nhiên từ phía bên kia cánh cổng giọng nói của một người đàn ông trung niên lên tiếng cậu là ai đêm hôm đến đây làm gì Thắng giật mình quay trở về thực tại. Anh nhìn người đàn ông trước mặt, phong thái lãnh đạm, ánh mắt kiên nghị nhìn anh. Thắng nhìn cách ăn mặc có lẽ là quản gia trong nhà, anh mau chóng đáp lại. Dạ, tôi là người sáng nay đến đây để xin làm ở ruộng dưa. Người quản gia nghe vậy thì nhanh chóng thay đổi thái độ. Ông ta tỏ ra nhượng bộ hơn, không còn khó chịu như ban nãy. Người quản gia nói anh ở bên ngoài đợi rồi vào báo lại cho ông Hoàng. Thắng kiên nhẫn chờ đợi bên ngoài cổng, trong lòng có chút lo lắng. Anh đi qua đi lại mấy vòng, hai tay cứ bấu vào nhau sợ rằng không được việc. Một lúc sau, người quản gia đó đi ra mở cổng rồi nói với anh. Bây giờ cậu có thể làm việc ở ruộng dưa bắt đầu từ tối hôm nay. Cậu đi theo tôi, tôi dẫn cậu đến ruộng. Thắng mừng rỡ cúi đầu cảm ơn dối rít rồi theo người đàn ông kia ra ruộng dưa. Đáng lẽ ra phải là ngày mai Anh mới cần đến làm mới đúng Nhưng có lẽ vì lo cho ruộng dưa Nên mới gấp đến vậy Ruộng dưa này được trồng biệt lập Cách làng một đoạn khá xa Anh cũng chưa bao giờ đến đây Nên cũng không biết ở đây Lại có một ruộng dưa rộng đến vậy Đến nơi Quản gia chỉ tay về phía căn tròi nhỏ Ở giữa ruộng rồi nói kia sẽ là nơi cậu ở và chăm ruộng dưa. Ông chủ có dặn nếu cậu để ruộng dưa xảy ra chuyện gì thì cả cái mạng của cậu đền không nổi đâu. Vì thế, chăm sóc cho cẩn thận. Người quản gia nói bằng ngữ điệu đầy sự đe dọa. Nói xong rồi ông ta quay người bỏ đi. Nhưng khi chưa được đi được vài bước, ông ta đã quay lại nói thêm. "Nhớ, nếu có gì bất thường thì cứ coi như không có, bằng không sẽ tự rước họa vào thân." Dứt lời, ông ta mau chóng rời đi để anh một mình nơi đồng vắng. Thắng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều Nói đúng hơn là không quan tâm lắm đến lời ông ta nói Anh men theo con đường mòn Đi đến căn tròi nhỏ ở giữa ruộng Lúc đi qua ruộng Anh có để ý Đúng là dưa nhà ông Hoàng khác với những người khác Quả to và đẹp hơn rất nhiều Không biết là ông ta đã dùng nguyên liệu gì Để khiến cho ruộng có thể tốt như vậy Thắng đến căn tròi bằng lá giữa ruộng Nơi đây thực sự chẳng khấm khá hơn nhà anh là bao nó cũng chỉ coi là nơi có thể che mưa che nắng Chứ chẳng có gì hay ho Theo như những gì anh quan sát nơi đây chẳng có gì gọi là âm u ma quái Có lẽ tất cả chỉ là lời đồn Đêm cũng đã khuya Cả ngày hôm nay anh đã vất vả nhiều Toàn thân mệt mỏi dã rời Nên vừa mới ngả lưng đã chìm ngay vào giấc ngủ Thắng bây giờ đã chìm vào giấc ngủ sâu Chẳng mạng đến xung quanh Cảnh ba mọi thứ, khung cảnh động vật đều đã đi ngủ. Âm thanh bây giờ phát ra chỉ còn lại tiếng ếch nhái từ xa vọng lại. Tiếng chạy của mấy con chuột con, ngoài ra chẳng có gì đặc biệt. Thắng vẫn nằm trên tấm chiếu cũ trải trên nền, tay đặt lên trán và ngủ. Những cơn gió thổi nhẹ nhẹ và căn chòi. từng đợt gió hiu hiu, mát lạnh. Rồi đột nhiên không biết từ đâu một cơn gió mạnh thổi vù đến. Nó không phải là cơn gió mát mùa hè ban đêm nữa, mà là cơn gió lạnh đến thấu xương, lạnh hơn gió mùa đông bắc thắng nằm dưới đất bất chợt rùng mình một cái anh đưa tay của quạng xung quanh tìm chiếc áo đắp vội lên người cho đỡ lạnh có lẽ vẫn còn ngái ngủ cơn gió lạnh đó khẽ thổi qua trong chớp mắt rồi vụt tắt rồi đột nhiên bên ngoài căn tròi vang lên một tiếng cộc khá lớn hình như là có ai đó vô tình đánh rơi vật bên ngoài như có người mách bảo thắng ngồi bật dậy ánh mắt đầy sự cảnh giác anh khoác vội chiếc áo vào người Rồi cầm cái gậy gỗ đặt ở góc nhà Từ từ đi ra bên ngoài Chẳng ai tới đây vào ban đêm cả Trừ phi là mấy thằng trộm Mới đến đây nhận việc Mà đã gặp trộm Coi bộ số anh cũng không tốt lắm Anh Thắng tay cầm chắc cây gậy Ánh mắt láo liêng nhìn xung quanh ruộng Nhưng hình như chẳng có ai Anh nhìn lại mấy lần Chẳng có gì bất thường nhưng khi nấy rõ ràng là có tiếng động lạ không lý nào lại không có gì Đường dưa rộng thế này nếu chỉ đứng ở đây quan sát thì không hết lỡ đầu mấy thằng trộm vẫn còn ẩn nấp trong bụi mất quả dưa nào thì đời anh coi như đi tong thế là anh đi vòng ra sau căn chòi xem xét trời tối chỉ có ánh đèn dầu leo lét nên tầm nhìn cũng không được xa anh soi đèn khắp nơi rồi bất chợt phát hiện ra phía xa xa chỗ luống dưa cách anh chừng mười bước chân có bóng dáng ai đó. Anh khẽ nhíu mày, chân tiến từng bước nhẹ nhẹ, tiến thêm vào bước để nhìn rõ hơn. Anh thấy bóng lưng hình như là của phụ nữ. Cô ta ngồi xổm, đầu cúi gằm xuống, chỉ nhìn thấy chiếc áo trắng cùng mái tóc đen búi cao gọn gàng. Bây giờ đã là canh ba. Cô ta lại là con gái một thân một mình vào ruộng của người khác, chắc hẳn không có gì tốt đẹp. Nhưng dấu sao cô ta cũng là phụ nữ chân yếu tay mềm Dùng vũ lực cũng không hay lắm Thế là anh mới lên tiếng gọi Này cô gì ơi Đêm khuya thế này Cô đến ruộng nhà người ta làm gì Nếu như cô có ý đồ xấu thì hãy bỏ đi Nếu không tôi buộc phải đưa cô đi gặp chủ của ruộng dưa này để chịu tội đấy Mặc dù cô ta là phụ nữ Nhưng cũng không vì thế mà tha cho hành động mờ ám được Anh Thắng nói ngữ điều cảnh cáo bởi anh chỉ muốn cô ta bỏ ý định xấu chứ không hề muốn làm hại còn cô gái kia vẫn không đáp lại anh cô ta ngồi lì một chỗ không nhúc nhích thấy vậy anh đành lên tiếng nói tiếp cô mau rời khỏi đây đi lần này tôi sẽ coi như không có gì anh đứng cách cô năm bước chân ánh đèn dầu vẫn chiếu về phía cô đột nhiên cô ta đứng dậy nhưng vẫn quay lưng về phía anh tưởng cô ta đã chấp nhận rời khỏi đây nào ngờ trong không gian tĩnh lặng giọng nói trầm thấp nghe như từ dưới địa phục vọng lên đáp lại tôi không làm gì sai việc gì phải rời đi thấy khẩu khí của cô có vẻ kiêu ngạo thắng mới nói nửa đêm nửa hôm cô là con gái một thân một mình đến ruộng nhà người ta lại làm những hành động mờ ám nếu không phải ăn trộm thì cũng là có ý đồ xấu Cô ta đột nhiên cười lên mấy tiếng, một tay buông thõng xuống, máu từ lòng bàn tay cũng theo đường mà chảy theo. Từng giọt từng giọt nhỏ xuống đất. Cô ta nói giọng đầy châm trọng Tôi đến bắt chuột. Cô ta vừa nói vừa quay người lại, hai tay cô ta đều dính máu. Một bên máu chảy xuống ruộng, một bên cầm xác một con chuột đã bị đập nát phần đầu. Máu dính cả vào chiếc áo trắng cô ta đang mặc. Dưới ánh đèn dầu cảnh tượng trông càng dị hợm hơn. Thắng có phần hơi sốc. Anh đứng hình, hai mắt trợn tròn trong đầu bỗng dưng nhớ đến lời bàn tán của dân làng. Phải chăng đây là lý do vì sao những người từng làm ở ruộng trước đây đều bỏ đi? Cô ta vẫn đứng im tại chỗ, nét mặt vô tội nhìn anh, khẽ cười nói. Này, anh gì ơi, anh có nghe tôi nói gì không? Thắng giật mình, anh đưa ngọn đèn lên cao hơn Ngữ điệu nghe chừng ngập ngừng Sợ hãi hơi run hỏi ờ, cô, cô là ai? Là người hay ma? Nụ cười trên gương mặt cô dần tắt Thay vào đó là khuôn mặt quỷ dị Ánh mắt nhìn chăm chăm vào anh như muốn ăn tươi nuốt sống Bàn tay cầm con chuột chết cũng thả lỏng Khiến xác nó rơi bịch xuống đất Cô tiến lại gần anh Nét mặt lạnh băng không chút cảm xúc Giọng nói trầm thấp như từ dưới âm ti lại vang lên. Anh muốn tôi là người hay là ma? Thắng đứng hình, toàn thân bây giờ đông cứng không dám nhúc nhích. Dĩ nhiên anh mong cô là người, nhưng với thái độ hành động này, bản thân anh không thể ngăn được nghi vấn liệu cô có phải ma hay không. Anh chưa kịp trả lời gì, mắt vẫn trố ra nhìn như kẻ ngốc, thì cô ta đã cười phá lên đáp. <laughs> xem anh kìa bị tôi dọa đến thất kinh hồn vía nói thật chứ tôi là người nên anh cũng không cần sợ đến thế đâu câu nói ấy của cô như một liều thuốc tiên cứu rỗi lấy linh hồn anh cứ tưởng đâu gặp phải ma nghĩ đến chuyện bỏ làng đi biệt tích như những người trước khiến anh sợ hơn may mắn người trước mặt là người chứ không phải ma anh lén thở phào một cái cười trừ đáp thế sao cô cô làm tôi suýt nữa thì chết đứng mà cô là con gái đêm hôm đến đây làm gì Lại còn máu, máu chuột nữa Cô nghe vậy thì vội nhìn xuống tay mình Cả hai tay đều dính bê bết máu Nhìn thấy cô vội giấu tay ra sau lưng giải thích À, thực ra tôi được ông Hoàng thuê đến đây để bắt mấy con chuột trong ruộng ấy mà Đêm khuya, rảnh không có gì làm mà lại nghe thấy tiếng mấy con chuột nó làm loạn nên tới bắt Nào ngờ bị anh ta tưởng là trộm Cho tôi xin lỗi Cô cười ngại đầu hơi cúi xuống tỏ vẻ hối lỗi. Đúng là một fan hú vía. Thiếu chút nữa thì anh không chủ được. Nhưng quả thực không thể tin được. Một người con gái đêm hôm khuya khoát lại dám một mình ra cánh đồng rộng lớn này để bắt chuột mà không sợ hãi gì hết. Hơn nữa, cách giết một con chuột cũng không đơn giản. Thắng nhìn cô một lượt rồi nói. Cũng không có gì, chỉ là cảm thấy hơi bất ngờ. Tôi cũng không tin rằng một người con gái như cô lại dám một mình đi đến ruộng vào ban đêm đâu. Hai người nói chuyện có vẻ hơi gượng, nhưng nói chưa được đến dăm ba câu thì cô gái kia đã vội vã rời đi. Cô nói mình còn có nhiều chuyện cần phải làm nên anh cũng không giữ lại. Lần đầu tiên anh gặp một người con gái như vậy. Thắng vội cười thầm rồi quay người trở lại căn tròi. Mới đây thôi mà trời đã sắp hưởng sáng, anh lại chuẩn bị dụng cụ làm ruộng để chăm sóc ruộng dưa. Đợi đến khi trời sáng hẳn thì bắt tay vào làm. Mặt trời bắt đầu ló dạng sau bụi tre, cũng là lúc thắng bắt đầu làm việc. Anh làm mà đầu nghĩ nhiều chuyện trong đầu, từ tiền chữa bệnh cho mẹ đến những lời bàn tán của dân làng và cả cô gái kỳ lạ tối hôm qua nữa. Anh không chắc liệu đây có phải là khởi đầu của những gì mà người từng làm ở đây trải qua thắng kiểm tra mấy quả dưa trong vườn kiểm tra xem có quả nào bị bỏng hay không đang chăm chú xem xét thì đột nhiên bên tai anh vang lên một giọng nói đầy lãnh đạm một đêm ở đây không có gì xảy ra chứ thắng giật mình nhanh chóng quay đầu lại thì thấy ông hoàng đã đứng bên cạnh từ khi nào nhìn thấy ông hoàng anh gấp gáp cúi người chào hỏi dạ ông chủ mới sáng này ra ông đến đây có chuyện gì không ông hoàng nhìn anh một lượt rồi cười lớn hai tay chắp sau lưng ngữ điều của một kẻ có quyền đáp tôi chỉ là muốn xem đêm qua cậu ngủ ở đây có ngon không thôi nghĩ ông chủ quan tâm mình thắng thành thật nói đêm qua tôi ngủ rất ngon và không gặp chuyện gì cả ông hoàng khẽ trong mày nhìn nét mặt của thắng một lúc rồi khẽ gật đầu có vẻ như ông ta tin vào những gì anh nói ông đặt tay lên vai anh vỗ nhẹ mấy cái căn dặn như vậy thì tốt. Từ bây giờ cậu cứ ở đây trông ruộng dưa cho tôi. Cơm nước hàng ngày sẽ có người đem đến. Nếu có việc gì thì phải nói với tôi một tiếng. Thắng cuối người cảm ơn ông Hoàng rồi nhìn theo bóng ông ta xa dần phía kia ruộng dưa. Kể ra ông Hoàng cũng không quá kênh kiểu giống như những bọn nhà giàu mà anh đã từng làm thuê. Bây giờ không có chỗ ăn chỗ ngủ, việc làm ổn định, nhưng anh vẫn luôn canh cánh một việc trong lòng đó chính là sức khỏe của mẹ anh anh rời khỏi nhà kể từ ngày chôn cất cha mẹ lúc ấy vừa bệnh vừa buồn nhưng để có được tiền chữa bệnh thì không thể nào chậm trễ bây giờ việc chăm sóc bà mai đều nhờ cả vào hàng xóm và người bạn thân của mình chuyện anh làm ở ruộng xưa của nhà ông hoàng mẹ anh hoàn toàn không biết bởi anh biết nếu như bà biết được thì chắc chắn sẽ ngăn cản anh không cho anh làm ở một nơi có nhiều lời xì xào bàn tán như vậy nhưng vì kiếm cơm manh áo Không thể không làm Anh Thắng cứ thế mà làm việc chăm sóc ruộng dưa từ sáng đến tối muộn Ở đây ngoài việc chăm lo ruộng dưa thì anh không cần phải làm gì cả Bởi cứ đến bữa thì lại có người đem đồ ăn đến Giống như không muốn cho anh rời khỏi đây nửa bước Nhưng Thắng cũng chẳng màng đến chuyện đó Anh chỉ chú tâm đến công việc của mình Tối đến đúng như lời ông Hoàng nói có người ở trong nhà mang cơm đến cho anh. Mặc dù bữa cơm không có gì đặc biệt, nhưng dù sao cũng khấm khá hơn khi anh còn ở nhà. Do làm việc quần quật cả ngày nên bụng anh đánh trống liên hồi. Sau khi giải tỏa được cơn đói, Thắng lại tiếp tục công việc trong trường dưa. Mải mê suy nghĩ mấy chuyện linh tinh mà anh không để ý đến chuyện có người đang ngồi cạnh từ khi nào. Một giọng nói quen thuộc từ từ vang lên bên tai. Anh vẫn còn ở đây à? nghe thấy có tiếng nói thắng vội nhìn sang xung quanh thì bắt gặp cô gái hôm qua đang ngồi bên cạnh mình anh cười đáp à vâng tôi xin vào đây để canh chừng ruộng dưa nên tôi phải ở đây trông chừng cả ngày lẫn đêm mà hôm qua vội quá tôi chưa kịp hỏi tên cô uhm, cô tên gì mái tóc dài xóa ngang lưng cùng với chiếc áo đỏ cô cười trông rất nổi bật đáp uhm, tôi tên trang thắng à lên một tiếng anh nhìn cô một lượt, trông cô không giống người ở đây lắm, bởi từ xưa đến nay anh chưa bao giờ gặp cô. Làng vấn chỉ này nhỏ nên dân làng thường biết hết mặt nhau, còn cô chưa từng thấy bao giờ, thậm chí tên nghe cũng lạ. Nhận ra mình nhìn vào trang hơi lâu, anh nhanh chóng thu ánh mắt lại hỏi. "Cô có vẻ không phải là người ở đây. Tôi chưa gặp cô bao giờ. Nếu không phiền, cô có thể nói rõ hơn về gia cảnh của mình được không?" chàng có vẻ hơi ái ngại khi nghe câu hỏi đó anh biết mình cũng có chút đường đột nên không dám thúc giục tưởng rằng cô sẽ không nói nhưng chừng vài phút sau cô mới mở lời tôi là trẻ mồ côi sống tạm bỡ trên núi kia kìa từ nhỏ không được ăn học đàng hoàng chỉ có mỗi việc bắt chuột là giỏi trong một lần xuống núi xin việc gặp được ông hoàng được ông thương tình cho làm việc ở đây nên tôi mới có chỗ ăn chỗ ở nếu không thì không biết thế nào nghe xong thắng dần hiểu ra hoàn cảnh của trang, thì ra cô ấy còn khốn khổ hơn anh gấp bội phần, một côi không có cha mẹ quả là mất mát lớn. Nhưng bây giờ có anh ở đây cùng bầu bạn cũng vui hơn là ở một mình. Cô nói bản thân là người hướng nội, không hay giao tiếp với mọi người xung quanh nên cũng không quen biết nhiều. Nay gặp được anh ở ruộng dưa quả thực rất may mắn. Hai người cứ thế ngồi nói chuyện với nhau mà quên mất thời gian. Trông họ có vẻ rất hợp tính Thế nhưng cuộc vui nào cũng đến hồi kết thúc Cô nhìn trời có vẻ tối hơn rất nhiều Nên xin phép ra về Trước khi đi còn không quên dặn anh một câu Chuyện tôi xuất hiện ở đây và nói chuyện với anh Mà anh đừng nói cho ai biết cả Chỉ tôi với anh biết là đủ Nghĩ cô không muốn quá nhiều người biết về chuyện của mình Nên anh cũng gật đầu đồng ý Mà chẳng nghĩ ngợi gì nhiều Sau khi cô rời đi căn tròi lại trở nên trống vắng hơn bao giờ hết. Anh lại tiếp tục trở về với công việc trong đường dưa của mình. Ngồi canh ruộng mà buồn không tả. Xung quanh toàn dưa là dưa chẳng có gì thú vị. Trong không gian tĩnh lặng ấy, đột nhiên có một bàn tay lạnh lẽo từ phía sau đặt lên vai anh. Thắng hơi hoảng, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Anh cầm chặt vào bàn tay đang đặt trên vai mình, nắm thật chặt rồi nhanh như cắt quay lại đằng sau dùng một lực mạnh đấm vào bụng của kẻ đằng sau có vẻ như lực đánh khá mạnh khiến cho tên kia ngã huỳnh xuống đất kèm theo đó là tiếng kêu đau đớn và lời than thở cái thằng chết tiệt kia mày đánh bạn mày thế à giọng nói quen thuộc ấy vang lên khiến thắng giật mình anh nhìn xuống dưới đất người đang nằm sóng xoài trên nền là nam thằng bạn chỉ cốt của anh Biết mình đánh nhầm người Thắng nhanh chóng chạy lại đỡ bạn dậy hỏi Han Ôi mày có sao không Tao xin lỗi Tao tưởng mày là trộm nên mới ra tay nặng thế Thôi để tao đỡ dậy Nam bị đánh một vố và bụng đau điếng Anh vịn vào tay Thắng miệng không ngừng chửi bới Thằng này Mày phải nhìn cho kỹ đâu là trộm đâu là bạn chứ Mày cứ đánh bậy bạ thế này Có ngày rước họa vào thân nghe con Thắng cười trừ đỡ Nam ngồi dậy đàng hoàng Rồi mới đáp cũng tại mày đó Đêm hôm tự dưng đứng sau lưng người ta Tao làm gì có mắt sau lưng mà biết mày là ai Mày cũng phải cảm thấy may mắn vì tao dùng ít lực đấy Thằng bạn trí cốt của mình nói vậy Nam nghe chẳng lọt tai tí nào Anh cười nhếch mép ẩm ừ cho qua chuyện Sau một hồi ngồi xoa bụng than thở đủ kiểu Thì Nam mới có thể bình tâm nói chuyện Điều đầu tiên anh hỏi là về tình hình của bạn mình thế nào Sau mấy ngày làm ở một nơi như vậy Mày thế nào rồi? Làm ở đây có cảm thấy gì lạ lạ không? Thắng cho mày nhìn Nam bằng ánh mắt khó hiểu nói. Là lạ là sao? Tao chẳng hiểu. Tao làm ở đây mấy hôm có thấy điều gì lạ đâu. Mày lại nghe mấy bà trong chợ nói linh tinh đấy hả? Nam phủi tay, ngữ điệu tỏ vẻ nghiêm trọng, như người cha dặn con nói. Ôi dạo, tao nói mày nghe. Chẳng cần nghe mấy bà trong chợ nói mà tao cảm nhận ở đây có một luồng âm khí dày đặc mày không biết đâu lúc đến đây thăm mày chỉ cần đi ngang qua ruộng thôi tao đã cảm có gì không ổn rồi hay thôi mày đừng làm ở đây nữa theo tao mà làm ăn thắng cười vội một tiếng đáp thôi bố cho con xin theo mày mà làm ăn thì có mà vỡ nợ tao đã nói rồi cho dù công việc có khó khăn đến đâu tao nhất định phải làm mày thấy đấy mẹ tao ốm đau cần tiền chữa bệnh không làm thì cạp đất mà ăn à nam nghe thắng nói có lý cả hai người hoàn cảnh không khác nhau là bao đều nghèo khổ cả bây giờ không điều quan trọng nhất là kiếm được tiền nuôi sống bản thân và gia đình nam may mắn hơn mẹ anh còn khỏe mạnh nên gánh nặng không quá khó khăn thắng đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó liền quay sang vẻ mặt nghiêm trọng hỏi nam à mà chuyện tao nhờ mày mày làm chưa chuyện chăm sóc mẹ tao đấy Nam chố mắt ra ngạc nhìn tỏ vẻ như đã quên. Nhìn vẻ mặt của Thắng mà không nhìn được cười đáp. Bạn cứ yên tâm, chuyện bạn giao mình làm rất tốt. Nhìn nét mặt không mấy vui vẻ của Thắng, Nam mới nghiêm túc lại. Nói thật chưa, mày cứ yên tâm mà làm việc. Mẹ mày có tao và mẹ tao giúp đỡ rồi. Còn chuyện mày làm việc ở đây, mẹ mày chưa biết. Tao nói mày đi làm ăn xa kiếm tiền rồi. Nhưng tao nghĩ lâu lâu mày cũng nên về thăm mẹ mày một vài hôm bảy nhớ mày lắm đấy. thắng cố kìm nén cảm xúc của mình, cố không để mình rơi nước mắt. anh gượng cười nói, Ừ, tao sẽ cố gắng. mày cũng lo mà làm ăn, phụ giúp mẹ mày. thôi thì hoàn cảnh không tốt cùng nhau cố gắng vội. hai người nhìn nhau cười khà khà. đôi khi có một người bạn trí cốt bên cạnh bầu bạn, chia sẻ niềm vui nỗi buồn cũng hay. hoàn cảnh nhiều khi cũng chỉ là cái cớ để giúp những người có cùng suy nghĩ đến gần nhau hơn thôi. Hai người họ ngồi nói chuyện vu vơ, mấy chuyện trên trời dưới biển rồi lại lôi mấy chuyện cũ ra nói. Ngồi mãi thì cũng đến lúc phải về. Trước khi đi, Nam căn sản bạn mình mấy vấn đề rồi mới rời đi. Nam rời khỏi, trời cũng khuya, tháng cũng tắt đèn mà đi ngủ để sớm mai còn dậy làm việc. Nam men theo con đường mòn trong ruộng mà về làng trên đường tối om không một bóng người đêm nay cũng không có trăng chỉ có ánh đèn dầu leo lét trên tay nam anh vừa đi vừa ngân nga mấy bài hát trong miệng Chồng anh chẳng có gì là sợ hãi cứ thế theo đường mà đi rồi đột nhiên một luồng gió lạnh thổi tắt đèn nam chợt giật mình mọi thứ xung quanh đều tối om ngày thường còn có ánh trăng soi đường bây giờ đèn tắt trăng cũng không có mọi thứ đều là một màu đen mịt mùng nam loay hoay tìm cách xoay sở rồi mới nhớ ra trong túi áo mình có một cái bật lửa bây giờ châm dầu lên vẫn kịp thế là nam lục tung túi áo để tìm bật lửa nhưng ngặt nối tìm mãi mà không thấy bực quá anh liền chửi một câu chết tiệt rõ ràng là để trong đây bây giờ lại không thấy nhưng có lẽ chưa tìm được bật lửa để làm sáng đèn thì ánh mắt của anh dần chìm vào một màu đen u tối nó tối Tối giống như màn đêm hôm nay vậy Không một chút ánh sáng Dù đã cố gắng tìm nhưng cuối cùng lại không tìm thấy gì Mọi thứ lại rơi vào trầm lặng Không một tiếng động Tất cả dường như chỉ cần chờ đến khi mặt trời ló dạng Mặt trời vừa mới ló dạng sau rặng che già ở đầu làng Không gian tĩnh lặng của làng quê Thanh Bình, Yên ả Bỗng dưng bị phá bĩnh Bởi tiếng hét thất thanh của một người phụ nữ Tiếng hét vang lên khiến chim chóc động vật ngay cả con người cũng phải chú ý đến. Những người đi làm ruộng vào buổi sáng sớm nghe thế cũng tức tốc chạy đến xem tình hình. Họ tìm ra nơi tiếng hét phát ra. Nó phát ra từ đồng hoang gần ruộng dưa nhà ông Hoàng, và đó là tiếng hét của bà Tám. Một người đàn ông chạy tới nhìn thấy bà Tám đang ngồi quỳ dưới đất, vẻ mặt hốt hoảng sợ hãi thì hỏi. Bà Tám, bà làm sao thế? Mới sáng sớm này ra đã, đã luyện giọng để chửi nhau với mấy bà trong chợ rồi à? Bà Tám vẻ mặt thất thần từ từ quay đầu sang nhìn người đàn ông đó, miệng lắp ba lắp bắp, tay run rẩy, ánh mắt sợ hãi tột độ chỉ về phía cánh đồng hoang kia nói: "Sắc sắc sắc chết, có có người chết." Người đàn ông kia hai tay chống cạp quần, lắc đầu nhìn bà Tám vẻ khó hiểu, tưởng bà ta nói khùng nói điên, thế rồi ông ta cũng đưa mắt nhìn về phía chỉ tay của bà Tám. Bấy giờ một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt khiến ông ta không thể bình tĩnh hơn ở giữa cánh đồng hoang kia xác chết của một thanh niên trẻ cắm giữa chiếc cọc máu me bê bết khiến ai cũng phải hãi hùng khoảng chừng một lúc sau công an đã có mặt ở hiện trường để kiểm tra tình hình người dân cũng tụ tập đông đủ để xem chuyện người ta phát hiện đây chính là nam con trai bà hạ ở trong làng nghe bà tám kể lại lúc phát hiện ra thi thể trong tình trạng rất kinh dị người bị chiếc cọc tre đâm xuyên qua bụng máu me chảy xuống thấm đẫm dưới đất. Một bên mắt mở to trợn trừng, có những vết hẳn đỏ sọc như nhìn thấy thứ gì đó rất kinh dị. Quần áo thì sộc sạch, dưới đất có chiếc đèn dầu vất ngổn ngang, bên cạnh có mấy thứ đồ vất linh tinh hết lên. Hơn thế nữa, người ta còn tìm thấy con mắt còn lại cách thi thể không xa, hình như là ở trong cây đèn dầu. Máu từ khóe mắt và miệng chảy ra không ngừng toàn thân đầy những vết cào cấu của móng vuốt nhiều chỗ còn mất cả một mảnh thịt khuôn mặt cũng bị cào cấu đến nỗi rách cả da nói chung là rất kinh dị công an sau khi lấy lời khai của mọi người thì đưa thi thể về đồn để kiểm tra sau đó mới đưa ra kết luận bà hạ nghe tin con trai mình chết ở đồng hoang thì sụp đổ hoàn toàn cả nhà có mỗi thằng nam là con trai chồng bà mất được mấy năm này con trai cũng bỏ mẹ ra đi Bà chỉ có nước chết theo chưa biết làm thế nào Thắng nghe tin cũng tức tốc chạy đến xem tình hình Anh không ngờ chỉ sau một đêm Mà bạn mình lại ra đi nhanh như thế Hơn nữa lại chết rất kinh dị Chẳng phải nói không khí trong nhà của bà Hạ hôm nay tràn đầy một màu u tối Tiếng khóc lóc thảm thiết vang vọng khắp ngôi làng vân trì nhỏ bé Chỉ sau một ngày công an cũng đã đưa ra kết luận Họ cho rằng nguyên nhân gây ra cái chết là do thú dữ trong rừng Còn việc bị cọc đâm bụng xuyên là do lúc chạy trốn vô tình vấp phải đá mà chết Vụ việc này hoàn toàn là tai nạn Sau vụ việc công an giao cũng khuyên dân làng không nên vào rừng ban đêm Bởi không biết thú dữ sẽ xuất hiện khi nào Công an nói thì nói vậy thôi nhưng dân làng không ai tin đó là tai nạn Họ tin căn nguyên của mọi chuyện là do mảnh đất ma ám kia của ông Hoàng. Bởi nơi phát hiện ra thi thể, cách ruộng dưa không xa. Nhưng nghi ngờ vẫn là nghi ngờ. Mọi người cũng không dám làm gì động đến nhà ông Hoàng. Vì chỉ cần hó hé nửa lời thì cuộc sống ở làng Vân Trì này không hề yên ổn. Đêm xuống âm thanh của tiếng kèn trống, tiếng niệm vang lên bao trùm toàn bộ ngôi làng. Một màu u tối không khí ảm đạm chết chóc không ngừng. Tiếng khóc thảm thương nghe thấu tận nỗi đau của người mẹ khiến ai cũng phải xót xa. Mất đi người con trai của mình, bà Hà đau đớn hơn bao giờ hết. Nỗi đau này ai thấu cho bà đây? Bạn mất, Thắng cũng không còn tâm trạng đâu để làm việc. Anh về nhà để lo tang sự cho Nam. Dân làng ai cũng tiếc nuối vì sự ra đi đường đột này. tang lễ của Nam, ông Hoàng cũng đến viếng thăm đây là lần đầu tiên họ thấy một người đức cao vọng trọng như ông đến một tang lễ của dân nghèo. Sự xuất hiện của ông Hoàng khiến anh cũng bàng hoàng ngỡ ngàng và tất nhiên không thể thiếu sự xèm pha bàn tán. Họ nói với nhau có thể ông Hoàng cảm thấy cái chết của Nam có liên quan đến ruộng dưa đầy bí ẩn của mình nên mới đến, chứ không đâu một người như ông ta lại đặt chân đến đây. Thắng cũng cảm thấy lạ, nhưng anh không nghĩ như mọi người. Anh suy nghĩ đơn giản. Có thể Nam mất trên đất của ông ta Nên mới đến đây Quả đúng là người nhà giàu có khác tang lễ của Nam một phần được ông Hoàng hỗ trợ Nên đám tang cũng to không kém gì của nhà giàu Do chết trẻ hơn nữa thi thể của Nam không được nguyên vẹn Nên cũng không kéo dài lâu Mà được đem đi chôn cất nhanh chóng Nam mất, bà Hạ cũng không còn chỗ dựa Cuộc sống vốn đã khó khăn Này càng vất vả cực nhọc hơn sau khi đám tang của Nam kết thúc, Thắng được ở lại nhà vài ngày để sắp xếp mọi chuyện cho ổn thỏa. Và dĩ nhiên sau đám tang, mẹ anh cũng biết chuyện anh làm việc ở ruộng dưa của ông Hoàng. Biết chuyện, bà nhất quyết không cho anh tiếp tục làm việc ở đó, nhưng Thắng không thể nghỉ việc, bởi bây giờ mà nghỉ việc thì lấy đâu ra tiền chữa bệnh. Bà may biết Thắng nhận công việc này là vì bà, nhưng cũng không thể để con mình làm một công việc nguy hiểm như vậy được. Thắng thì chỉ biết ẩm ừ cho qua Nhưng công việc thì vẫn phải tiếp tục Chỉ là không muốn cho mẹ biết Anh ở lại sắp xếp công việc Ở nhà ổn thỏa khoảng mấy ngày Rồi lại lập tức quay về làm việc Bởi thời gian nghỉ có hạn Bây giờ không còn nằm Bà Hạ chỉ có một thân một mình Anh cũng chỉ biết có gì giúp được thì giúp Cũng may Ông Hoàng có cho bà Hạ một số tiền Để xoay sở cuộc sống Nếu không cũng chẳng biết làm thế nào Ngày anh quay trở lại ruộng dưa làm việc, bà Mai lo lắm. Biết con lại đến đó làm, có cản cũng không được bà đành chấp nhận, chỉ mong sao con có thể an toàn trở về. Tối đến, thắng đến căn tròi giữa ruộng để ngủ. Mới có mấy ngày không chăm mà ruộng vườn có vẻ không tươi tốt cho lắm. Cũng phải sau cái chết của Nam, người làm trong nhà ông Hoàng đâu có ai dám đến đây làm việc, chỉ có anh là quay lại thắng ngồi giữa căn tròi mắt hướng xa xăm phía ruộng đến bây giờ anh vẫn không tin người bạn chí cốt của mình đã ra đi nhớ hôm nào vẫn còn cùng nhau bàn tính mấy chuyện trọng đại mà bây giờ âm dương cách biệt người sống kẻ chết cuộc đời thật lắm chớ trêu nhưng ngẫm nghĩ lại anh mới thấy là công an nói nam chết là do thú giữ trong rừng đúng là khu đất hoàng đế gần rừng và nam cũng hay vào rừng ban đêm nhưng nếu bị thú dữ đuổi Thì cậu ta phải kêu cứu chứ Đằng này lại không nghe thấy động tĩnh gì trong đêm Những vết cắn đó giống như bị thú cắn thật Nhưng Thắng vẫn cảm thấy có điều gì đó là lạ Anh ngồi trong căn tròi ngẫm đi ngẫm lại mấy chuyện trong ngày vừa qua Thì bất giác một giọng nói quen thuộc lại vang lên Mấy ngày nay không thấy anh ở đây Tôi tưởng anh nghỉ làm ở đây rồi chứ Thắng quay đầu sang bên cạnh Là Trang hôm nay cô mặc chiếc áo trắng lần đầu hai người gặp nhau cô tiến gần về phía anh rồi nói tiếp tôi tưởng anh lại làm được mấy bữa rồi nghĩ giống mấy người trước chứ thắng cười đáp à tại nhà tôi có chút chuyện xảy ra nên mới không đến chăm ruộng mấy ngày nay trang gật đầu hiểu ý thắng ngẫm nghĩ một hồi rồi hỏi tiếp tôi nhớ cô từng nói mình sống ở trên núi vậy cô có bao giờ gặp thú dữ không chàng cố ngẫm lại vài phút sau mới đáp ừ, tôi cũng không rõ mặc dù sống ở trên núi nhưng chưa bao giờ gặp thú dữ sao anh lại hỏi vậy có chuyện gì sao thắng vội lắc đầu không đáp theo như lời trang nói cô từ nhỏ sống ở trên núi nhưng chưa bao giờ gặp thú dữ cả vậy mà cái chết của nam lại do thú dữ trong gừng gây ra phải chăng đó một thế lực nào đó hay do số tận rồi đột nhiên anh nhớ đến lời nói khi nãy của trang và những tiếng bản ra tán vào của dân làng về việc kỳ lạ ở ruộng dưa thắng ngập ngừng có phần ái ngại hỏi trang khi nãy cô có nhắc đến những người làm việc ở ruộng dưa trước đây nhưng theo những gì tôi biết họ chỉ làm ở đây được vài ngày cô có biết lý do họ rời khỏi đây không Nụ cười trên gương mặt trang chợt tắt khi nghe Thắng nói đến những người từng làm việc ở ruộng dưa. Cô chuyển ánh nhìn về phía xa xa, nét mặt không vui. Thắng cũng nhận ra điều thay đổi đó, anh không dám nói thêm điều gì, có lẽ là đúng như những gì người ta đồn thổi nhau. Ruộng xưa này quả thực có vấn đề. Thấy anh đột nhiên rơi vào trạng thái im lặng, Trang cười lên một tiếng để bầu không khí bớt căng thẳng nói: <laughs> à, thực ra tôi cũng không biết rõ lý do họ rời khỏi đây nhưng phải nói anh rất may mắn anh là người đầu tiên ở đây lâu như thế vậy mà không hề hấn gì sáu người trước người ở đây lâu nhất cũng là năm ngày những ngày sau đó cũng lần lượt rời đi mà không có lý do chính đáng tôi ở đây chỉ có nhiệm vụ là bắt chuột thôi còn những chuyện khác tôi không để tâm lắm nói vậy thắng cũng không hỏi gì thêm có lẽ đến cô cũng không biết lý do họ rời khỏi đây là gì và anh cũng không biết bao giờ sẽ đến lượt mình ra đi nhưng điều anh muốn bây giờ là tìm hiểu rõ nguyên nhân cái chết của nam và một công việc ổn định để có tiền chữa bệnh cho mẹ hai người ngồi nói chuyện với nhau khoảng chừng một lúc lâu sau thì mới rời đi thắng nghĩ số mình vẫn còn may mắn khi còn có một người bạn ở bên để nói chuyện nhưng có điều trang chỉ xuất hiện vào ban đêm chẳng lẽ công việc bắt chuột chỉ có thể làm vào đêm khuya hay sao thắng cũng thấy lo bởi đêm hôm con gái một mình ở ngoài rất nguy hiểm nhiều lần anh ngỏ ý muốn đưa trang về nhà nhưng cô luôn từ chối nếu trang không muốn anh cũng không ép buộc chỉ là vẫn luôn thắc mắc đêm xuống ngoài đường vắng bóng người không có lấy một tiếng động vậy mà trong nhà của ông hoàng lại có tiếng người nói chuyện không ngừng trong căn phòng kín chật hẹp ánh đèn vàng vọt soi sáng một góc bóng hai người đàn ông phản chiếu lên tường ông hoàng tay cầm chén trà đã nguội lạnh đưa lên uống một ngụm rồi nói ông thấy thẳng thắng người làm mới ở ruộng dưa thế nào người kia khẽ cúi người ngữ điệu kính trọng đáp tôi thấy cậu ta là người trụ được ở ruộng dưa lâu nhất trong bảy người đấy thưa ông không biết là cậu ta mạng lớn hay chưa tới số nữa Ông Hoàng đột nhiên cười phá lên Ông cứ khéo đùa Chắc nó cũng chẳng trụ được bao lâu đâu Đã mấy năm rồi Bao nhiêu người rồi mà vẫn không thay đổi được gì À Chuyện cái chết của thằng Nam Ông làm đến đâu rồi Người đàn ông kia nhanh chóng đáp lại Bẩm ông Tôi đã làm theo những gì ông căn dặn Nhưng vẫn không ngăn nổi mấy cái miệng Của những người nhiều chuyện trong làng Ông Hoàng gật gù mấy cái Tỏ ra hiểu ý ông im lặng suy nghĩ điều gì đó rồi nói tiếp ông cũng không cần quá lo lắng về những người đó đâu họ nói dăm ba bữa là thôi ấy mà mà cái thằng đức nó về chưa dạ chưa người đàn ông nhanh chóng đáp lại ông hoàng tức giận đập mạnh tay xuống bàn vừa chuẩn bị lên tiếng thì bên ngoài có tiếng ồn ào của người nào đó ông hoàng nhìn người làm bên cạnh mình một cái rồi chạy ra bên ngoài xem xét tình hình cánh cửa phòng vừa mở ra một người đàn ông mùi rượu nồng nặc ngã lan xuống đất miệng không ngừng lèm bèm mấy câu vớ vẩn người đó không ai khác chính là đức cậu con trai quý tử của ông hoàng cậu đức xưa nay nổi tiếng ăn chơi suốt ngày rượu trẻ chẳng làm nên tích sự gì nhiều khi còn đi gây chuyện nhưng dân làng không ai dám động đến bởi hắn là con ông hoàng nhìn thằng con quý hóa của mình triền miên trong những cơn say nằm vật vã dưới đất, ông hoàng tức giận đá mạnh đức một cái rồi chửi: cái thằng chết tiệt này, đêm hôm còn đi uống rượu đến khuya mới về, giờ còn nằm đây như thằng ăn hại hả? Đức bị ông hoàng đá một lực mạnh, liền cau có mặt mày, miệng lèm bèm nói: cha làm sao thế hả? Con có say đâu mà đánh con? Mà con nói cho cha biết này, con không phải thằng ăn hại đâu. Ông Hoàng nghe vậy thì tức sôi máu, hai mắt trợn trừng, định đạp cho anh ta một cái. Nhưng lại bị vợ cản lại. Bà Hương từ trong nhà chạy ra, thấy cảnh chồng chuẩn bị đánh con thì xông vào can ngăn. Người ta nói cấm có sai, đúng là con hư tại mẹ. Nhìn cách bà Hương chiều chuộng bao bọc cậu Đức thì đủ biết cậu ta được nuông chiều như thế nào. Đỡ con vào phòng nghỉ ngơi, bà mới quay sang nói với chồng ông có mỗi đứa con là nó ông không thương thì thôi chứ đừng đánh con ông hoàng lườm bà một cái nói bà thôi ngay đi chỉ tại bà chiều nó quá nên nó mới sinh hư đấy bà có biết tại nó mà tôi mất biết bao nhiêu tiền không hả à? bà khôn hồn thì để mắt nó cho cẩn thận nếu tôi mà biết nó làm thất thoát một khoản tiền nào nữa thì cả bà và nó tôi đều đuổi ra khỏi nhà này đấy dứt lời ông hoàng quay lưng bỏ đi ông chẳng thể ngờ mình lại sinh ra một đứa con bất tài vô dụng như cậu đức ông trở về phòng căn dặn to nhỏ với người đàn ông khiến nãy vài điều khi nào thì thầy tới người đàn ông kia cung kính nhanh chóng đáp lại dạ tôi đã gọi điện cho thầy rồi khoảng chừng ba ngày nữa thầy sẽ đến đây ông hoàng gật đầu hiểu ý rồi nói tiếp ông làm gì thì làm bảo thầy nhanh chóng đến đây Tôi muốn kết thúc chuyện này càng nhanh càng tốt Càng để lâu càng không đi đến đâu cả Hơn nữa nó cũng ngày một tệ hơn rồi Người đàn ông kia gật đầu rồi nhanh chóng rời đi Chỉ còn lại ông Hoàng trong căn phòng trống Cùng với ngọn nến chập chờn. Sáng Tiếng cả trống của những hộ dân xung quanh vang lên Khiến Thắng giật mình tỉnh dậy Anh mơ màng Hai mắt lờ đờ nhìn trời Chắc bây giờ vẫn còn sớm Cơn gái ngủ vẫn còn trong người. Cũng phải, đêm qua anh chẳng chọc mãi mới ngủ được. Nghĩ thế nào thắng lật đật ngồi dậy, chuẩn bị ra xem ruộng vườn thế nào, thì từ bên ngoài có tiếng người nói. Cái thằng trong ruộng dưa đâu rồi? Mau ra đây tao báo. Cái thằng chết tiệt đâu rồi? Mới sáng này ra đã có kẻ đến phá đám. Thắng khó chịu tự hỏi không biết là ai. Anh nhanh chóng chạy ra bên ngoài xem thế nào ở giữa ruộng dưa thấp thoáng bóng dáng lều khều của một người đàn ông trên tay hắn còn cầm một chai rượu trần nam đá chân chiêu đi đứng xiên vẹo đang hướng về phía của anh miệng còn không ngừng lẩm bẩm chửi rủa cái thằng chết bầm trong ruộng dưa nhà ông đâu ra đây xem nào đứng từ trong căn tròi nhìn ra thắng cũng không rõ là ai đang chửi nhưng mới sáng sớm đã có người đến gây chuyện thì chẳng hay chút nào đột nhiên anh hét lớn cẩn thận sau tiếng hét thắng tức tốc chạy lại phía người đàn ông kia đẩy anh ta ra khỏi ruộng dưa thắng nhìn xuống dưới luống thở phào nhẹ nhõm thiếu chút nữa thì làm hỏng dưa người đàn ông kia bị anh đẩy ngã sóng xoài dưới đất thì chửi đồng thằng kia mày có biết tao là ai không hả mày có tin tao giết chết mày không mặc dù không biết người đang chửi là ai nhưng thái độ của hắn làm anh bực bội Thắng hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh, hai tay chống lưng, vẻ mặt hầm hầm định quay sang làm cho ra lẽ, thì đột nhiên lại thay đổi thái độ nhanh chóng, nét mặt hoảng hốt, ngữ điệu kính cẩn hơn. Cậu Đức, cậu có sao không cậu? Thắng vừa nói vừa nhanh tay đỡ cậu Đức dậy. Hắn ta trong người có men rượu, hơn nữa khi nãy vô duyên vô cớ bị đẩy đâm ra không vừa lòng, hắn lườm anh một cái rồi nói rõ to. Mày có biết tao là ai không hả? Anh biết mình đã động vào người không nên động, lập tức cúi đầu xin lỗi. Dạ, bẩm cậu tôi xin lỗi. Tôi không biết hôm nay lại có cậu lớn đến thăm. Đứng ở trong căn tròi nhìn ra tôi lại tưởng tên điên nào đến phá ruộng nên mới vô tình xô cậu ngã. Mong cậu lớn độ lượng mà tha thứ cho tôi. Nghe những lời của Thắng, cậu Đức dường như cũng ngôi ngoài phần nào Hắn cật cù mấy cái rồi ra vẻ như kẻ đức cao vọng trọng giảng dạy. Biết vậy là tốt. Hôm nay, tao thay cha đến đây để xem tình hình ruộng dưa thế nào. Nhìn sơ qua thì chắc là không có vấn đề gì rồi. Hắn vừa nói vừa nhìn xung quanh ruộng một lượt rồi nói tiếp. Nếu đã tốt rồi, thì tao cũng không cần phải xem xét nữa. Mày ở đây làm việc cho cẩn thận. À, mày nhớ phải cảnh giác cao độ đấy không khéo lại như mấy tên ăn hại đợt trước. Dứt lời, hắn cười phá lên rồi rời đi, vừa đi vừa hát mấy câu hát ngớ ngẩn, tay cũng không quên cầm chai rượu. thắng đứng đằng sau nhìn điều bò hách dịch của hắn mà không giấu nổi tức giận. Nếu như không phải hắn là con của ông hoàng, thì chắc hẳn giờ đây anh đã đấm cho hắn mấy phát. Nhìn ông hoàng cũng không đến nỗi, mà lại sinh ra một đứa chẳng ra gì suốt ngày ăn chơi rượu chè cờ bạc. Ngày đầu hắn từng gây gỗ đánh người trong làng nữa. Nhìn thấy hắn ai cũng khó chịu, nhưng lại phải nhẫn nhịn bởi cái danh con của ông Hoàng. Thắng nhìn Đức đi khuất dần ở phía xa rồi mới yên tâm làm việc. Anh làm việc rất chăm chỉ, chẳng mấy chốc mà đã xong. Đường dưa dạo này không có quá nhiều việc nên không mất nhiều thời gian. Công chuyện xong xuôi đâu đó, Thắng lại trở về ngồi nghỉ ở căn tròi. Anh nhìn xung quanh, ở đây chẳng có gì ngoài dưa và dưa. Cái bên ruộng dưa này là mảnh đất hoang, nơi phát hiện ra thi thể của Nam, và đối diện với nó chính là ngọn núi của làng. Nhắc đến núi thắng đền nghĩ tới Trang. Cô nói mình ở trên núi, hơn nữa lại làm việc ở nhà ông Hoàng, nhưng anh chưa bao giờ thấy cô ở đây vào buổi sáng. Mấy lần anh định hỏi, nhưng lại không có dịp. Sẵn bây giờ đang rảnh, trong đầu tháng đột nhiên lại nảy ra một ý định anh muốn lên trên núi xem nhà của trang ở đâu nghĩ là làm tháng thu xếp đồ đạc rồi đi lên núi anh men theo con đường mà trước đây dân làng vẫn thường đi để lên núi kiếm củi mà đi đứng dưới chân núi anh nhìn thấy tấm biển nguy hiểm đừng vào có lẽ đây là biển cảnh báo của công an sau cái chết của nam thì cái biển này cũng xuất hiện đúng là phải xảy ra một cái gì đó nghiêm trọng thì người ta mới cảnh giác cao độ Thắng bỏ qua biển cảnh báo cứ thế mà đi vào rừng. Chàng nói nhà cô ở dưới chân núi nên anh cứ men theo chân núi mà tìm. Thắng cứ đi, đi khoảng chừng 20 phút vẫn không nhìn thấy gì ngoài rừng cây rậm rạp. Chẳng lẽ cô ta lừa anh? Nhưng Thắng vẫn không từ bỏ tìm kiếm, vẫn miệt mài cố gắng tìm xem có căn nhà nào không. Đúng là trời không phụ lòng người, cuối cùng sau bao nhiêu lâu tìm kiếm, Thắng cũng thấy một căn nhà lá nhỏ ở bìa rừng. Mừng rỡ, anh nhanh chóng chạy đến căn nhà lá đó. Nhìn bên ngoài nó cũng không khác căn tròi ở ruộng dưa là bao, chỉ có điều hoang tàn và đổ nát hơn. Thắng nhìn xung quanh nhà một lượt, không biết nó được xây dựng từ bao giờ, nhưng trông có vẻ cũ kỹ và bỏ hoang nhiều năm. Anh xem xét, ngẫm nghĩ một hồi, rồi quyết định gõ cửa với hy vọng có thể gặp được Trang. Thắng mừng như mở cờ trong bụng, anh vội đưa tay lên gõ cửa nói. Ờ, à, xin hỏi, có ai ở nhà không? Có xong anh hạ tay xuống vui vẻ chờ đợi. Nhưng đã mấy phút trôi qua không có tiếng đáp lại. Bất quá anh đành gọi cửa lần nữa. Có ai ở trong đó không? Mọi thứ xung quanh đều rất im lặng, bao gồm cả căn nhà. Không có ai lên tiếng trả lời anh. Thắng nghĩ có thể Trang không có nhà nên thất vọng chuẩn bị xoay người trở về mất bao nhiêu thời gian mới có thể tìm được vậy mà không được kết quả gì ngay lúc thắng chuẩn bị quay người bỏ đi thì cánh cửa căn nhà đột nhiên mở ra anh giật mình quay đầu lại thì thấy cửa nhà đã mở anh đứng bên ngoài nhìn vào trong xem thử hình như không có ai ở nhà vậy mà cửa lại không khóa nghĩ là thắng đành mạn phép đi vào bên trong xem xét Bên trong căn nhà tối om, mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi khiến anh khó chịu. Thắng đưa mắt nhìn xung quanh. Chẳng có ai ở đây, và trong nhà chỉ có đúng một chiếc bàn thờ nhỏ. Màng nhện trăng chẳng chịt khắp nơi trên trần nhà. Sàn nhà đầy bụi bẩn như thể căn nhà đã bị bỏ hoang rất lâu rồi vậy. Thắng tiến sâu vào bên trong xem thử. Trong nhà chỉ có mỗi chiếc bàn thờ. Ngó nghiêng qua lại một hồi thì chẳng có gì đặc biệt. Anh đưa mắt nhìn lên bàn thờ trên đó có di ảnh của một người đàn ông. Nhìn ông ta chắc khoảng tầm tuổi cha anh. Nhưng ngôi nhà này rốt cuộc có phải có trang hay không? Mọi thứ ở đây đều cũ nát, thậm chí chẳng có lấy một dụng cụ cho người để sinh hoạt. Chẳng lẽ nó chỉ đơn giản là một cái nhà bỏ hoang hay sao? Thắng đi loanh quanh trong nhà một phòng để xem có điều gì đặc biệt không, nhưng kết quả lại chẳng thu được gì. Loài hoài một hồi, anh cũng quyết định rời đi trong đầu bấy giờ cũng chỉ có một suy nghĩ có lẽ đó không phải nhà của trang dẫu sao bản thân vẫn nên hỏi chính chủ thì tốt hơn khi anh xuống núi thì trời cũng đã xế chiều về đến ruộng dưa thì xem qua ruộng thế nào rồi lại ngồi canh cho đến tối hôm nay anh lại mong muốn đêm xuống nhanh hơn bởi những khúc mắc trong đầu từ sáng đến giờ cần được giải đáp Tôi đến ngoài ruộng vắng bóng chỉ còn lại tiếng kêu của mấy con ếch nhái ở phía xa. Thắng ngồi trong căn tròi chờ Trang đến. Mọi khi vào tầm giờ này vẫn luôn nghe thấy tiếng cô ở sau lưng vậy. Mà anh ngồi chờ suốt từ nãy đến giờ không thấy cô đâu cả. Chẳng lẽ hôm nay cô có chuyện không đến được. Thắng cứ mong ngóng chờ đợi mà chẳng thể làm gì hơn. Bởi ngoài tên ra anh không có bất kỳ thông tin nào của cô. Tất cả những gì có thể làm bây giờ là chờ đợi. Trái ngược lại với nước bầu trời không khí tĩnh lặng ngoài kia, trong nhà ông Hoàng lại ồn á tiếng nói chuyện, tiếng bước chân vội vã thậm chí là cả tiếng khóc, kêu gào thảm thiết. Từ trong phòng của cậu Đức, tiếng oán trách nỉ non của bà Hương vọng ra đình tai nhức óc. Ôi rồi ôi, con ơi là con, sao này ra nông nỗi này hả con? Con mở mắt ra nhìn mẹ đây này con ơi! bà hương khóc đến cả nước mắt giọng khản cả đi bà nhìn đứa con trai của mình mà lòng đau như cắt rồi bà quay sang van nài ông hoàng mình ơi mình làm cách nào cứu con đi chứ để con thế này tôi không sống nổi mình ơi ông hoàng lớn giọng quát bà im xem nào để tôi nghĩ cách cứ khóc lóc như thế thì giải quyết được gì bây đâu mau gọi thầy thuốc giỏi nhất làng đến đây chữa bệnh cho cậu chú mặc dù cố tỏ ra bình tĩnh nhưng ông hoàng cũng không giấu nổi sự buồn bực đau đớn ông nhìn con trai của mình mà thương xót dù ngày thường ông vẫn hay chửi đức là kẻ ăn bám nhưng khi thấy con trong tình cảnh này người cha nào lại lỡ bỏ mặc lại nhắc đến cậu đức chuyện là sáng nay sau khi quầy một trận tưng bừng ở ruộng dưa thì đức lại theo thói cũ đi tìm mấy người bạn nhậu của mình nhậu đến tận chiều tối mới về đến nhà khi về hắn đi thẳng một mạch vào trong phòng, rồi ở lì ở trong đến tận tối. đến giờ cơm tối người làm trong nhà lên gọi thì không thấy ai trả lời. sợ Đức uống say rồi làm chuyện sằng bậy mới phá cửa xông vào thì mới phát hiện ra một cảnh tượng kinh hoàng. người làm thấy Đức nằm im trên giường giống như người đã chết, toàn thân cứng đờ, cho dù gọi cỡ nào cũng không chịu dậy. mấy người làm mới lại gần xem thử thì thấy khuôn mặt của đức trắng bệch xanh xao không còn sức sống hai mắt thâm quầng đôi môi tái nhợt khô khốc hơn nữa cơ thể ngày một teo lại mà không rõ lý do xảy ra chuyện lạ người làm mới báo cho ông bà hoàng biết bây giờ mọi thứ trong nhà rối tung hết lên bà hương thương con nhưng chỉ biết ngồi than trời trách đất khóc lóc cầu xin thảm thiết Ông Hoàng thì không ngừng quát tháo bọn người làm đi gọi thầy thuốc nổi tiếng trong làng đến chữa bệnh. Mọi người kháo nhau gọi ý ới. Khoảng chừng một lúc lâu sau, thầy Lương, thầy thuốc nổi tiếng nhất làng Vân Trì đã có mặt tại nhà ông Hoàng để chữa bệnh cho Đức. Vừa nhìn thấy thầy Lương, bà Hương đã vội cầu xin. Thầy Lương, mong thầy hãy cứu giúp con tôi. Nó đột nhiên mắc bệnh lạ, làm ơn hãy cứu con tôi thầy lương gật đầu đồng ý rồi nhanh chóng đến bên giường bệnh thầy bắt đầu những thao tác chữa bệnh thầy lương bắt mạch cho đức mọi người trong nhà đều im lặng không dám phát ra một tiếng động tất cả đều trông chờ vào thầy lương thầy lương bắt mạch xong thì quay sang nói với ông hoàng tôi đã bắt mạch cho cậu đức rồi mọi cơ quan bên trong đều hoạt động bình thường nhưng nhìn vẻ mặt của cậu thì không giống một người bình thường cho lắm bà hương khó hiểu hỏi lại Thầy nói vậy là sao ạ? Tôi không hiểu thầy có thể giải thích rõ hơn được không? Thầy Lương bình tĩnh nói rõ tường tận. Theo như tôi đoán, có thể cậu Đức đã bị bỏ bùa hoặc bị một thế lực nào đó ám theo gây hại. Im miệng, ông đừng nói linh tinh. Thầy Lương chưa nói hết câu thì ông Hoàng đã tức giận ngắt lời. Ông Hoàng trợn trường mắt đỏ sọc nhìn thầy Lương để căm phẫn rồi quát. Ông đừng có nói láo. Còn tôi có thể bị mắc một căn bệnh lạ Chứ làm sao có chuyện bị ma ám Tôi nghe ông nổi tiếng chữa bệnh giỏi Nên mới mời ông đến đây chữa bệnh cho con tôi Thế mà bây giờ ông lại nói nhăng nói cuội hả Ông Hoàng vừa dứt lời Thì đột nhiên cậu Đức ho lên sặc sủa Cậu ngồi trên bật dậy Ho ra cả máu Hai mắt đỏ rực long sòng sọc Đức càng ho người hắn ngày một Gậy đi Cơ thể mất nước rất nặng Chân tay tong teo Chỉ còn lại da bọc xương Bà Hương thấy bệnh con mình ngày một nặng Liền tha thiết cầu xin Bám víu lấy ông Hoàng Mình ơi Mình hãy cứu con mình đi mình Tôi không muốn mất con đâu Làm ơn hãy cứu con mình Ông Hoàng vẫn lặng im nhìn cảnh tượng trước mắt Mà không có phản ứng gì Mặc cho bà Hương không ngừng cầu xin Thẫn thờ một lúc sau Ông mới hạ giọng nói với thầy Lương Vậy hiện giờ thầy có cách nào ngăn chặn nó lại không? Chỉ cần ngăn chặn thôi cũng được, còn mọi chuyện về sau tôi sẽ lo liệu. Thầy Lương nhìn tình trạng của Đức rồi đáp, "Nếu ngăn chặn tạm thời thì tôi làm được, nhưng nếu để nó chấm dứt thì tôi không cách nào làm được." Ông Hoàng thở dài, bất lực nói, "Mong thầy hãy cứu giúp con tôi, cho dù chỉ là một trong thời gian ngắn, chỉ mong thầy cố gắng hết sức." dứt lời ông đã hiểu cho bà Hương và người làm trong nhà ra ngoài để thầy lương chữa bệnh ông bà Hoàng đứng bên ngoài mà lòng như lửa đốt không biết con mình thế nào bên trong phòng thầy lương bắt tay vào việc chữa bệnh thầy lấy trong túi ra một hộp kim châm rồi tìm các huyệt trên đầu cậu Đức và châm cứu phương pháp này của thầy lương chỉ đơn giản là ngăn những thời gian phát tán căn bệnh quái ác này trong thời gian ngắn còn để chấm dứt thì phải tìm một người cao tay hơn. Ông Hoàng ở bên ngoài đi qua đi lại trước cửa phòng mong ngóng, rồi đột nhiên ông nhớ đến một người, liền gọi riêng người làm thân cận của mình ra một nơi yên tĩnh bàn chuyện. Ông hỏi người đàn ông kia: "Ông hãy gọi điện lại cho thầy, kêu thầy mau chóng đến đây. Bao nhiêu tiền tôi cũng có thể đáp ứng. Ông hãy làm mọi cách để thầy đến đây càng nhanh càng tốt." người đàn ông kia gật đầu hiểu ý rồi nhanh chóng đi làm ngay ông hoàng thở dài chắp tay sau lưng nhìn người đàn ông kia khuất dần trong bóng tối mà ngao ngán ông không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như vậy và diễn ra nhanh như vậy bây giờ con trai ông đang trong tình trạng nguy kịch không biết sống chết ra sao liệu rằng còn trụ đến ngày mai hay không đối với ông hoàng mà nói cậu đức rất quan trọng lỡ có xảy ra chuyện gì thì chỉ có sống không bằng chết đêm này có lẽ là một đêm dài đằng đẵng một đêm khiến ông phải mất ngủ suốt cả đêm trong phòng cậu đức không ngừng phát ra những tiếng kêu gào thảm thiết ông hoàng bà hương đứng bên ngoài mà sốt hết cả ruột ông đi qua đi lại hai tay chắp sau lưng mà luôn không ngừng bà hương ngồi bẩn thần khóc sứt hết cả mắt ngài còn khóc mà chỉ biết kìm nén bên ngoài Người làm trong nhà thì được sai đi làm chuyện khác để phân tán sự chú ý, nhưng vẫn không thiếu những kẻ tọc mạch muốn nghe ngóng tình hình. Bên trong phòng chỉ có thầy lương và cậu Đức, đã gần một tiếng trôi qua kể từ khi thầy lương đến đây chữa bệnh, không biết mọi chuyện có ổn không nữa. Bên ngoài người ngóng kẻ trông ai cũng hồi hộp chờ đợi. Nửa tiếng sau cánh cửa phòng cậu Đức đột ngột mở ra, kèm theo đó là âm thanh của tiếng bản lề Thầy vừa mới bước ra khỏi cửa của ông bà Hoàng Đã vội chạy ngay tới hỏi thăm Thầy, thằng Đức con tôi nó thế nào rồi? Ông Hoàng lo lắng hỏi Thầy Lương nhìn hai người thở phào đáp Hiện tại cậu Đức đã không còn ho ra máu nữa rồi Nhưng theo tôi thấy tình trạng này sẽ tiếp tục kéo dài và phát tán mạnh hơn Ông bà hãy mau chóng gọi người đến cứu Thực lực tôi kém cỏi nên chỉ có thể giúp đến đây Xin phép ông bà tôi về bà hương nghe vậy không khỏi kìm lòng mà bật khóc lúc thầy lương rời đi bà định đưa tay níu lại nói điều gì đó nhưng lại bị ông hoàng ngăn lại dường như ông cũng đã hiểu được sự việc nghiêm trọng đến mức nào ông cười nhẹ nhìn thầy lương đáp dẫu sao cũng cảm ơn thầy đã đến đây tôi thì để tôi tiễn thầy ra khỏi cửa dứt lời ông hoàng tiễn thầy lương ra đến cổng còn lại một mình bà hương đứng chơi vơi trước cửa Bà nhìn về phía phòng Đức, kiểm nén mãi mới dám bước vào bên trong. Căn phòng nồng nặc mùi thuốc, hình như còn phảng phất mùi tanh nồng của máu. Bà tiến về phía giường bệnh, nhìn đứa con trai yếu ớt của mình. Đến bây giờ, bà vẫn không tin. Đứa con mấy hôm trước còn khỏe mạnh, vậy mà bây giờ đã gầy rộc đi. Người chỉ còn lại da bọc xương. Ông Hoàng sau khi tiến thầy lương xong cũng tức tốc chạy đến phòng Đức đứng từ bên ngoài nhìn vào thấy cảnh con người ngày một yếu đi ông chỉ có thể tự trách bản thân không bảo vệ được con một người cha bất tài cả nhà ông hoàng cứ như vậy chìm trong sự âm u ảm đạm một bầu không khí lạnh lẽo bắt đầu lan tỏa khắp ngóc ngách một nỗi u buồn phảng phất đâu đây sáng sớm hôm sau khi tiếng cả trống vang lên mặt trời dần chiếu những tia nắng đầu tiên xuống đất thắng mới giật mình tỉnh dậy cả người anh đau nhức cả tối hôm qua thắng ngồi bên ngoài căn tròi để đợi trang nhưng ngặt nỗi cô lại không đến anh cũng không biết rõ lý do chỉ thấy là lạ, lạ quanh đây chẳng ai quen biết trang để hỏi thêm thông tin anh đành phải đợi đến khi cô đến thắng lại lật đật ra ruộng xem tình hình dưa thế nào hôm nay nhìn những quả dưa to mọng này chắc là sắp bán được rồi anh bừng rỡ vì vụ mùa này sắp kết thúc chỉ cần thu hoạch xong xuôi đâu đó anh có thể nghỉ việc ở đây. Thắng đang xem lại mấy quả dưa trong luống thì phía đằng xa xa có tiếng người gọi. Anh ngẩng đầu lên nhìn là quản gia của nhà ông Hoàng. Không biết mới sáng này ra, ông ta đến đây có chuyện gì. Thắng đặt đặt chạy đến phía ông, nhìn dáng vẻ, điệu bộ có vẻ như ông ta đến đây để kiểm tra. Thắng nhanh nhẹn nhìn ông cười hỏi. Ông đến đây để kiểm tra tình hình ruộng vườn phải không? Người quản gia gật đầu rồi láo liên nhìn ruộng dưa một lượt. Ruộng dưa được Thắng chăm sóc cẩn thận nên quả nào quả nấy đều to. Quản gia tỏ vẻ hài lòng nhìn anh rồi nói. Cậu làm tốt lắm. Sau khi thu hoạch, thu được lợi nhuận cao nhất định cậu sẽ có thưởng. Mà tôi cũng phải nói với cậu rằng những ngày sắp tới đây ông chủ sẽ không đến ruộng kiểm tra nữa. Thắng lấy làm ngạc nhiên. Bình thường vào mỗi buổi sáng ngày nào ông Hoàng cũng đến đây để kiểm tra tiến độ của ruộng dưa. Nay quản gia này nói không đến nữa, át hẳn phải có nguyên do. Anh không ngần ngại mà hỏi ngay. Tại sao ông chủ lại không đến nữa vậy? Trong nhà có chuyện gì sao? Người quản gia gật đầu nói. Đúng vậy, trong nhà xảy ra chút chuyện. Cậu Đức không biết vì lý do gì mà ngày hôm qua đột nhiên bị bệnh nặng. Bây giờ đang nằm liệt giường Nên ông chủ phải ở nhà để xem xét tình hình Vì thế sẽ không đến đây Nhưng cậu cũng không được lười biếng Nếu không một đồng một cắc cũng không có Nghe quản gia nói vậy Thắng làm sao có thể lười biếng được Nhưng kể cũng lạ Hôm qua cậu Đức còn say khướt Chân nam đá chân chiều đến ruộng dưa phá đám Thế mà tối đến lại đổ bệnh nặng Chẳng biết là do vô tình hay là trời phạt đây nữa Thắng nghĩ mà cười một mình dù sao thì cũng đáng đời cho một kẻ vô tích sự chuyên đi gây sự thấy anh đột nhiên cười một mình quản gia cũng thấy là lạ, lạ anh vỗ nhẹ vào tay anh nói cậu sao thế bị trúng gió à thắng giật mình lắc đầu đáp à không có gì rồi đột nhiên anh nhớ đến trang cô nói đã làm việc cho nhà ông hoàng từ lâu hơn nữa cũng đã từng làm việc trong ruộng dưa nên chắc hẳn quản gia sẽ biết đến cô Thế là anh không chần chừ mà hỏi ông ta ngay. Ông có biết cô gái nào tên Trang làm công việc bắt chuột ở đây không? Quản gia khẽ trong mày suy nghĩ. Một lúc lâu sau, ông ta trả lời anh. Làm gì có cô gái nào tên Trang làm việc ở đây? Trước giờ ở ruộng dưa này chỉ thuê đàn ông không thuê phụ nữ. Hơn nữa công việc bắt chuột thì cũng là do người chăm ruộng dưa làm. Chứ làm gì có thêm người nào đến đây? Thắng lúc này trốn mắt ngạc nhiên không có người nào tên Trang làm việc ở đây nghĩa là sao? Rõ ràng trong suốt khoảng thời gian làm việc ở đây, đêm nào Trang cũng tới bắt chuột. Vậy mà bây giờ hỏi đến thì lại nói không có. Phải Trang do có quá nhiều người nên quản gia đã nhầm lẫn." Thắng vẫn khăng khăng khẳng định rằng có cô gái tên Trang. Anh gặng hỏi lại một lần nữa. Chắc có thể là ông chưa nhớ ra, thực sự là có một cô gái tên Trang làm việc ở đây, bởi đêm nào tôi cũng thấy cô ta đến đây bắt chuột mà. Làm gì có chuyện mà không có Nghe anh nói đêm nào cũng có cô gái tên Trang đến Sắc mặt quản gia đột nhiên thay đổi Hai mắt ông ta trợn tròn ngạc nhiên Mồ hôi đổ ra như tắm Hai tay run lẩy bẩy Miệng lắp bắp hỏi lại Có thật là đêm nào cũng có một cô gái tên Trang đến đây không? Thắng gật đầu ngay Anh còn khẳng định chắc nịch rằng Chắc chắn cô ta đêm nào cũng đến Chỉ là đột nhiên tối hôm qua Lại không thấy bóng dáng đâu cho nên anh mới hỏi. Người quản gia bẩn thần không nói gì thêm, ông ta lẩm bẩm điều gì đó trong miệng, khoảng một lúc lâu sau thì mới đáp lại. Cậu nghe cho rõ đây, đường xưa này trước ngày chỉ thuê đàn ông không thuê phụ nữ, và tôi có thể khẳng định rằng không có người phụ nữ nào tên trang làm việc ở đây. Nếu như đêm nay có chuyện gì bất thường xảy ra, thì cậu có thể đến nhà ông chủ để lãnh tiền lương rồi mau chóng rời khỏi đây. Dứt lời, người quản gia quay bước bỏ đi để thắng ở lại trong sự sững sờ ngạc nhiên. Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân khiến cho sáu người trước lần lượt rời khỏi làng. Anh đứng như trời trồng không nhúc nhích dù chỉ là nửa bước. Hóa ra, người bấy lâu nay đến trò chuyện cùng anh lại không phải là người. Nhưng vẫn có điều gì đó không đúng ở đây. Cô gái tên Trang đó không hề làm hại đến anh và cũng chẳng có điều gì bất thường xảy đến vậy thì những người trước đây đâu cần đến mức phải bỏ làng ra đi chẳng lẽ lại có nguyên nhân khác những câu hỏi đó cứ quấn quanh trong đầu của anh mãi không rời không biết đêm nay cô ấy có đến đây không bên phía nhà ông hoàng từ đêm qua đến giờ luôn trong bầu không khí u ám ảm đạm đức vẫn chưa tỉnh lại mặc dù đã không còn ho ra máu nhưng đức vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại bà hương luôn túc trực bên cạnh nhưng tình hình như vậy khó lòng mà nói trước ông hoàng thì gấp rút kêu người đi tìm thầy nhưng đâu phải muốn là gặp ngay được con đà đâu mau đem nước lên đây cho bà giọng của bà hương vọng ra từ phòng cậu đức dạ con đem lên ngay từ dưới nhà một cô gái vội vã mang lên một chén nước đưa cho bà hương bà cầm lấy chén nước uống nấy uống để Tối qua đến giờ bà vẫn luôn ở đây, không rời nửa bước đến cơm cũng chẳng ăn. Giờ mới được ngụm nước vào miệng. cái đà đứng bên cạnh chờ bà uống hết chén nước. Nó quay sang nhìn thấy cậu Đức rồi đột nhiên hét toáng lên. Tiếng hét của cái đa làm bà Hương giật mình. Bà đặt mạnh chén nước xuống cản giọng quát. Mày làm sao thế hả con này? Tự nhiên hét toáng lên làm tao giật mình. Cái đa đôi mắt sợ hãi nhìn chằm chằm về phía cậu Đức không rời. Nó giơ tay lên chỉ về phía cậu, miệng lắp bắp nói. Bà, bà, bà ơi, bà nhìn kìa, cái, cái, cái bụng của cậu chủ, nó, nó... Cây đà nó sợ đến nỗi không thể nói lên lời. Bà hương lượm nó một cái, chẳng biết là đang nói cái gì. Thế là bà cũng đưa mắt nhìn theo hướng chỉ tay của nó. Rồi chen, tiếng chén rơi xuống đất vỡ tan. Bà Hương đứng hình nhìn điều quái dị đang diễn ra trước mắt rồi hét lên. Mình ơi, mình ơi Minh Ông Hoàng ở bên ngoài nghe thấy tiếng vợ mình Thì tức tốc chạy tới Ông vội bước vào trong nói Bà làm gì mà hét toáng lên thế hả Cả bà Hương và cái đa đều quay đầu lại nhìn ông Hoàng Bằng ánh mắt kinh hãi Nhìn nét mặt của hai người Ông Hoàng bắt đầu ngờ ngờ ra điều gì đó Ông lại gần về phía giường của Đức Thì phát hiện ra một hiện tượng kinh dị cái bụng của Đức đột nhiên căng phồng lên Giống như có chửa Đức lúc này cũng tỉnh dậy trợn trừng mắt Miệng há hốc tỏ ra đau đớn Nhưng vẫn không thể thốt thành lời Đức thở ra khó nhọc Nghiến răng và bấu chặt vào thành giường Ánh mắt thể hiện sự sợ hãi cầu cứu Thấy bụng con mình phình to quái gì Ông Hoàng nhanh chóng Lật tung chiếc chăn ra Rồi cởi chiếc áo cậu đang mặc Để lộ ra phần bụng Lúc này cả nhà mãi kinh hãi khi nhìn thấy trên bụng đức hẳn lên những sợi gân máu và những con sinh trùng ký sinh bỏ lộm nhộm quá kinh hãi trước cảnh tượng đó ông hoàng như chết đứng không nói thành lời bà hương không ngừng lay vạt áo chồng mình mong sao có thể cứu con ông hoàng ngập ngừng khoảng vài giây thì lập tức cho người đi gọi thầy lương đám người làm thì tức tốc chạy đi tìm thầy lương ông hoàng thì đi qua đi lại không biết nên làm thế nào đang trong lúc hoang mang ông hoàng thấy người quản gia đi về đến nhà thì vội kéo lại hỏi sao rồi thầy bảo khi nào thì đến thấy ông chủ có vẻ vội vã quản gia nhanh chóng trả lời nếu sớm nhất thì tối nay còn muộn nhất thì phải là sáng mai thưa ông ông hoàng nghe xong thì sững người nghe như xét đánh bên tay bây giờ có gọi thầy lương đến thì cũng chỉ cầm cự được trong vài tiếng chỉ có người đó mới có thể cứu được con ông ông hoàng thất vọng tràn trề đưa đôi mắt tuyệt vọng nhìn về phía giường của đức cái bụng của cậu ngày một to hơn những con ký sinh trùng chen nhau bỏ lúc nhúc như muốn đâm thủng ra bụng để bò ra ngoài nét mặt của đức cũng không được tốt da mặt xanh xao quẳng mắt thâm quẳng bà hương thì quỳ dưới bên giường con khóc lóc thảm thiết cậu xin trời phật cứu rỗi khoảng một lúc lâu sau thầy lương đã có mặt tại nhà ông hoàng nhìn nét mặt của ông hoàng thầy lương như đã biết trước mọi chuyện thầy không nói không rằng chạy thẳng vào phòng cậu đức và yêu cầu mọi người rời khỏi phòng cánh cửa đóng lại mọi chuyện lại bắt đầu diễn ra như ngày hôm qua với tình trạng này có lẽ là phải kéo dài đến tối mà cũng có thể là trong thời gian ngắn chỉ là không biết khi nào sẽ theo ông bà tổ tiên ở ngoài ruộng xưa thắng ngồi thất thần trong căn chòi không màng đến những chuyện xung quanh có lẽ đến bây giờ anh vẫn chưa tin chuyện Trang không phải người. Ngẫm nghĩ lại những gì đã xảy ra, không thể nào lại là ma được. Kể từ khi gặp Trang, Thắng cảm thấy cô là một người bình thường. Chỉ là công việc của cô khiến anh có chút nghi hoặc. Nhưng đó không phải là lý do khiến anh tin vào chuyện Trang là ma. Nếu đúng như những gì mà người quản gia nói, nếu Trang là ma thì cô cũng không hề hại người khác. Cô nói chuyện với anh như những người bình thường khác và chẳng có hiện tượng lạ xảy ra kể từ khi gặp cô thắng nghĩ mà tự cười với bản thân tự cho rằng có thể người quản gia đó đã có sự nhầm lẫn đúng vậy chắc chắn là có sự nhầm lẫn ở đây thắng chấn an bản thân mình như thế rồi mau chóng lấy lại tinh thần phấn chấn hơn để tập trung vào công việc anh bắt đầu vui vẻ trở lại hoàn thành nốt những công việc mà khi nãy còn giang dở trong lòng phấn khởi chờ đợi đêm xuống nghĩ rằng có thể tối nay trang sẽ đến và hai người lại nói những chuyện thường ngày của mình cứ như thế tự nhiên thắng lại có động lực anh làm việc năng suất cao hơn ngày thường và công việc cũng kết thúc rất nhanh nhìn ruộng dưa được mình hoàn thành trong chốc lát thắng thở phào nhẹ nhõm rồi lại tưởng tượng đến ngày được nhận một khoản tiền lớn từ ruộng dưa nhưng anh đâu biết rằng vào một ngày không xa những mộng tưởng ấy sẽ sớm tan vào mây khói thời gian cứ thế mà trôi đi chẳng mấy chốc đã đến chiều tối cánh cửa phòng cậu đức đã mở ra từ khi nào nhìn nét mặt lo lắng của ông bà hoàng và sự bất lực của thầy lương thì đã đủ hiểu chuyện chữa bệnh lạ cho đức có kết quả như thế nào trên bụng đức vẫn còn những cái kim châm nhưng nó chỉ đơn giản là khiến cho những con ký sinh trùng ấy không sinh sôi chứ chẳng có nghĩa lý gì biết thầy lương không thể làm gì hơn ông hoàng đành để thầy ra về Nhìn con, lòng ông đau đớn nhưng lại không thể làm gì. Ông Hoàng đi qua đi lại trước cửa phòng để xem xét tình hình, đồng thời xem có tiến triển gì tốt hơn không. Bà Hương thì quỳ trước bàn thờ tổ tiên khẩn khoản cầu xin điều phước lành. Rồi đột nhiên, trong không khí đầy căng thẳng đó, trong sự lo toan mất bình tĩnh của ông Hoàng, một giọng nói trầm thấp, lãnh đạm vang lên. "Tôi mong rằng mình không đến quá trễ." Giọng nói ấy vừa vang lên, ông Hoàng ngay lập tức quay đầu lại, nhìn thấy người đàn ông đứng trước mặt mình, ông vui mừng khôn xiết mà thốt lên. "Thầy Bảo." Người đang đứng trước mặt ông bây giờ chính là thầy Bảo, một pháp sư nổi tiếng được nhiều người biết đến và cũng là người mà ông thường xuyên nhắc tới, người có thể giúp con trai của ông khỏi bệnh. Ông Hoàng tức tối chạy đến bên thầy, ngữ điệu kính cẩn nói: "Thưa thầy, thầy đến đây thì tốt quá. Cầu xin thầy, mong thầy hãy cứu giúp con tôi." Thầy bảo khẽ cười nhìn ông trấn an. "Ông không cần quá lo lắng, tôi sẽ cố gắng cứu con ông." Dứt lời thầy ra hiệu cho ông Hoàng dẫn đường cho mình. Thầy theo ông đến phòng của Đức. Vừa bước vào bên trong, thầy đã cảm nhận được một luồng âm khí bao quanh căn phòng. Thầy nhìn xung quanh một lượt rồi khẽ nhếch miệng cười, rồi tập trung vào việc chữa bệnh thầy xem qua tình hình của đức bây giờ nhất là chiếc bụng phỉnh to chứa đầy ký sinh trùng những chiếc kim châm trên bụng hiện đang giữ cho những con vật đó tạm thời không sinh sản thêm sau khi xem xét một hồi thầy mới bắt tay vào việc chính thầy bảo lấy trong túi đồ nghề của mình ra một con dao nhỏ con dao này cũng không giống như những con dao bình thường nó giống một thanh kiếm thu nhỏ vậy lưới dao sắc nhọn bén cả hai đầu chuôi dao được làm bằng vàng trên chỗ tay cầm còn chạm khắc hình một con rồng trông khá lạm mắt thầy bảo hơ con dao qua ngọn nến kỳ lạ khi vừa hơ nhẹ dao qua lửa lưới dao đột nhiên chuyển sang màu đỏ tươi cứ tiếp tục hơ như vậy cho đến khi nó biến thành màu đỏ thẫm rồi thôi thầy bảo lấy ngọn nến khi nãy dùng để hơ dao lên bụng của đức nơi những con ký sinh trùng đang bò lúc nhúc Sức nóng của lửa khiến cho mấy con sinh trùng đó không chịu nổi, thì nhau đập vào da bụng để bỏ ra ngoài. Đức thì đau đớn chịu đựng những cơn đau từ bên ngoài lẫn bên trong. Khi thấy độ nóng ở bụng đã đủ, thầy mới dùng con dao khi nãy, rạch một đường dài ở tay Đức. Những con trùng đang dãy rụa tìm nơi trốn thoát kia, thấy đường ra thì ngay lập tức lao tới vết rạch ở tay mà chui ra. Cảnh tượng vô cùng kinh dị hàng trăm hàng ngàn con trùng từ tay Đức chui ra bên ngoài. Mọi người đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này đều run sợ, kinh hãi. Sau khi tống khứ hết ký sinh trùng trên người Đức ra, thầy bảo mới ném ngọn nến khi nãy vào đám sinh trùng đang bỏ lổm ngộm trên sàn. Đột nhiên, một ngọn lửa ở chỗ chúng bùng cháy trên, kèm theo đó là mùi hôi nồng kinh tởm. Giải quyết xong công việc, thầy bảo thở phào nhẹ nhõm. Cái bụng của Đức cũng trở lại bình thường, thân thể cũng không còn teo tóp nữa, già cũng ít xanh xao hơn. Mọi chuyện xong xuôi đâu đó, thầy bảo mới quay sang nói với ông Hoàng. Bây giờ mọi thứ đã ổn nhưng vẫn cần thời gian để hồi phục. Đây là đơn thuốc hãy đi mua những nguyên liệu này ngày sắc ba bữa ra cho cậu Đức uống. Nếu như vậy liên tục trong ba ngày thì sẽ bình phục. Thầy bảo vừa nói vừa viết rồi đưa đơn thuốc cho người làm. Thấy con mình bây giờ đã khá hơn Ông bà Hoàng cúi đầu cảm ơn không ngớt. Đỡ ơn thầy nhiều lắm. Nếu không có thầy, không biết con của tôi có qua khỏi đêm nay không? Bây giờ trời cũng đã khuya. Chúng tôi đã chuẩn bị phòng cho thầy. Mời thầy về phòng nghỉ ngơi. Thầy bảo gật đầu rồi theo người làm trong nhà mà ra khỏi phòng. Lúc đi ngang qua ông Hoàng thấy, thầy còn nói nhỏ một câu. Chuyện mà ông nói tôi đã có cách giải quyết. Chút nữa hãy đến phòng của tôi. Ông Hoàng vội gật đầu rồi nhanh chóng đi phía sau thầy. Khi vào đến phòng, ông Hoàng vội đóng cửa lại. Sau khi kiểm tra chắc chắn không có ai ở bên ngoài nghe lén, ông Hoàng mới quay người, hai tay chắp lại cúi người xuống khẩn khoản cầu xin. Thầy nói thầy đã có cách giải quyết, vậy xin thầy hãy cho tôi biết đó là cách gì. Thầy bảo ông Dung điểm tính ngồi xuống bàn, cẩn thận rót một ly trà nóng rồi thưởng thức nó. Thầy nhìn ông Hoàng ra hiệu cho ngồi xuống rồi điềm đạm nói: "Chuyện này không thể gấp gáp, ông không cần phải vội vã. Trước khi đến đây tôi đã tính hết cả rồi, ông chỉ cần làm theo những gì tôi can dặn thôi." Dứt lời, thầy rót cho ông Hoàng một chén trà bảo ông uống. Ông Hoàng thì ngẩn người, chỉ biết nghe theo những gì thầy nói. Dẫu sao thì thầy cũng đã đến đây rồi, mọi chuyện nhất định sẽ được giải quyết ổn thỏa. Ông chỉ việc ngồi chờ kết quả. Lại nói đến người thầy pháp tên Bảo này, thực ra anh ta là một người trẻ tuổi, có thể nói là bằng tuổi cậu Đức. Sở dĩ ông hoàng tức tốc cho người mời được thầy Bảo đến đây là bởi cái danh của anh ta. Ông nghe người ta nói thầy Bảo này rất cao tay, không những chữa được nhiều bệnh lạ mà còn tiêu diệt được những oan hồn chuyên ám hại người khác. Tuy nhiên để mời được thầy Bảo thì rất khó, bởi anh ta có rất nhiều nơi cần phải đến để trừ tà. Nay mời được thầy Bảo đến đây, ông Hoàng đúng là có phúc. Ban đầu ông Hoàng vẫn còn nghi ngờ về tay nghề của thầy Bảo, bởi dẫu sao anh ta cũng là một người trẻ tuổi. Nhưng khi nhìn cách anh ta cứu con trai của mình, ông đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ. Người thầy Pháp này có thể tin tưởng được. Thầy Bảo nói nếu có cách cứu giúp gia đình ông, nhưng với bản tính tò mò ông Hoàng không thể nào không hỏi. Đắn đo suy nghĩ một hồi, ông ngập ngừng mở lời với thầy bảo thưa thầy thầy nói có cách cứu rỗi gia đình tôi liệu thầy có thể cho tôi biết đó là cách gì không nghe ông hoàng nói thầy bảo có vẻ không vui anh khẽ đặt chén trà xuống bàn ngữ điệu châm chọc hỏi ông hoàng đây là đang nghi ngờ khả năng của tôi sao ông hoàng vội vã cúi người xin lỗi à, không không đâu thưa thầy chỉ tại tính tôi tò mò nên muốn biết chứ tôi đâu dám coi thường khả năng của thầy pháp lực của thầy cao siêu tôi nào dám khinh thường thầy thái độ khẩn khoản hối lỗi hoang mang đến tột độ của ông hoàng anh ta đột nhiên cười phá lên rồi nói ông không cần làm quá lên như vậy tôi chỉ đang đùa ông thôi nếu ông muốn biết tôi sẽ trả lời ông hoàng vội gật đầu rồi ngồi im lắng nghe thầy bảo nói thầy bảo nhìn một lượt rồi từ từ giải thích oan hồn này đã ám theo gia đình ông từ rất lâu rồi thậm chí từ khi nó còn sống thì đã có nhiều hận thù vì thế khi chết nỗi oán hận đó ngày càng cao bao nhiêu năm nay gia đình ông không xảy ra chuyện gì lạ thường là bởi vì oan hồn đó muốn làm cho nỗi oán hận của mình trồng chất ngày một cao đến khi đó nó mới thực sự trỗi dậy và bây giờ chính là thời điểm chín mùi để nó hoành hành vậy chuyện con trai tôi tự nhiên mắc bệnh lạ cũng là do nó ư ừ. ông hoàng chen ngang đúng vậy thầy đáp ông hoàng đột nhiên rơi vào trầm tư im lặng không nói có vẻ như ông ta đang suy nghĩ điều gì đó khoảng chừng vài phút sau ông ta quay sang nói với thầy bảo bằng giọng điệu đầy sự cầu khẩn vậy thầy có cách nào giúp tôi không thầy bảo gật đầu rồi điểm tĩnh nói có cách là cách gì ạ à? ông ta nóng lòng chờ đợi diệt vong diệt vong đúng thầy bảo gật đầu rồi nói tiếp oan hồn này có oán khí rất nặng hơn nữa cách nó trả thù cũng rất man dở vì thế chỉ có cách diệt vong thì mới có thể khiến cho nó không thể kháng cự vậy diệt vong là sao ông hoàng ngơ ngác hỏi thầy bảo đột nhiên cười phá lên vỗ nhẹ vào vai ông mấy phát nói rồi ông sẽ biết mặc dù không hiểu ý thầy bảo là gì nhưng ông hoàng vẫn gật đầu nghe theo trong đầu ông ta bây giờ chỉ có một suy tính là làm thế nào để tiêu diệt được oan hồn đó oan hồn mang đầy oán nghiệp bây giờ đã là nửa đêm bên ngoài đường heo hút vắng bóng người màn đêm đen tối bao trùm lấy mọi nơi vẫn là căn tròi nhỏ ấy thắng vẫn ngồi ở đó như vậy chờ trang tới suốt cả ngày nay anh luôn gieo trong mình một hy vọng hy vọng rằng những gì người quản gia nói không phải sự thật. Đêm xuống sương càng khiến cho không khí lạnh thêm, nhưng Thắng vẫn kiên nhẫn ngồi trong căn tròi chờ đợi. Anh cứ như thế chờ đợi, đến khi bên tai anh vang lên một giọng nói quen thuộc. Giờ này anh còn chưa ngủ sao? Đêm rồi sương lạnh lắm, mau vào trong nhà đi. Giọng nói của Trang vang lên, Thắng vội vã quay đầu lại. Trang đang đứng trước mặt anh. Cô mặc bộ đồ mà ngày đầu tiên hai người gặp nhau. Chiếc áo bà ba đỏ có mái tóc dài nên đánh được búi cao gọn gàng. Anh nhìn cô thật lâu mà không nói gì cả. Có lẽ anh đang suy nghĩ điều gì đó. Thấy anh hôm nay có thái độ lạ, trang liền hỏi: Anh sao thế? Sao không nói gì? Câu hỏi của cô khiến anh vội giật mình. Anh cười, cười lén lẹ đáp: À, không có gì. Mà hôm qua cô đi đâu? Sao lại không đến đây? trang cười nói hôm qua nhà tôi có chút chuyện nên không thể đến được sao vậy đã có sự thể xảy ra trong lúc tôi không có ở đây ư thắng đột nhiên thay đổi sắc mặt ánh mắt nghiêm nghị hơn khuôn mặt cũng không còn vui vẻ như trước anh hạ giọng hỏi cùng một cách nghiêm túc nhà của cô có chút việc sao hôm qua đưa đến nhà thì anh qua mà không thấy ai ở đó phải chăng có ngôi nhà nào khác Nghe tiếng thắng nói cười trên gương mặt Trang dần biến mất Cô nhìn anh bằng ánh mắt lạ lẫm Xen lẫn vào đó là sự bất ngờ Cô không trả lời câu hỏi của anh ngay Mà chọn cách im lặng Thấy cô không có phản ứng gì Thắng nói tiếp Hôm qua tôi qua đến nhà của cô Cô nói mình sống ở một căn nhà lá ven bề rừng Nên tôi đã đi tìm thử Và kết quả là tìm ra một ngôi nhà tranh trên núi Nhưng ngặt nỗi căn nhà tranh đó lại là một căn nhà bỏ hoang cửa không khóa. Bên trong không có bất kỳ thứ gì, ngoại trừ một chiếc bàn thờ và di ảnh của một người đàn ông. Tôi đã đi quanh rừng nhiều lần, nhưng chỉ có duy nhất một căn nhà tranh đó. Vậy cô nói xem, rốt cuộc nhà cô ở đâu? Bị thắng tra hỏi một cách dồn dập như vậy, chàng nắm chặt tay thành hình nắm đấm, giọng nói đầy sự tức giận quát. Ai cho phép anh can thiệp vào cuộc sống của tôi? ai cho phép anh bước vào căn nhà đó biết mình cũng có một phần lỗi khi tự tiện can thiệp vào cuộc sống của trang nhưng thắng không thể làm gì hơn anh cần phải chứng minh những gì đang diễn ra thắng cố giữ bình tĩnh anh hạ giọng nói không muốn làm cô thêm tức giận hỏi đúng là tôi không có quyền can thiệp vào cuộc sống riêng tư của cô nhưng tôi có một vài điều cần kiểm chứng kiểm chứng Ý anh là muốn biết tôi là người hay là ma phải không? Bị Trang nói chúng tim đen, Thắng đột nhiên im bặt không dám hó hé. Ánh mắt anh cũng dần thay đổi, không còn kiên nghị như ban nãy, mà thay vào đó là sự ngạc nhiên. Thấy anh im bặt, Trang cười khẩy rồi nói tiếp. <laughs> Sao thế? Bị tôi nói chúng tim đen rồi à? Có phải anh bị lời nói của lão quản gia nhà ông Hoàng làm cho lung lay rồi phải không? Tôi cứ tưởng chúng ta là bạn, anh luôn tin tưởng tôi Nhưng không ngờ anh cũng chẳng khác với mấy tên khốn kia là bao Cô nói vậy là sao? Thắng trong mày khó hiểu Trang đột nhiên cười phá lên Nụ cười đầy man dở Ánh mắt sắc lẹm Ngữ điệu cũng khá đáp Đúng Tôi không phải người Tôi là quỷ Một con quỷ khát máu Bây giờ Trang mới lộ rõ nguyên hình của mình Máu chảy từ trong hốc mắt của cô ta Chạy xuống hai gò má xanh xao đôi môi nhợt nhạt không có sức sống cô ta bắt đầu bay lơ lửng trên trời mái tóc đen được búi cao gọn gàng khi nãy xả ra che phủ một nửa khuôn mặt của cô ta cô ta cười phá lên nụ cười đầy man dở chứng kiến cảnh tượng diễn ra trước mắt thắng đứng hình toàn thân đổ mồ hôi hột hai tay run lẩy bẩy chân thì như cắm rễ ở dưới đất không thể nhúc nhích nổi anh tròn xem mắt ngạc nhiên há hốc mồm không nói được lời nào. Thấy thái độ của anh như vậy, chàng mới nói: "Bây giờ thì anh đã biết bộ mặt thật của tôi rồi đấy. Vậy anh còn muốn làm việc ở đây nữa không?" Thắng vẫn im lặng không trả lời. Có lẽ những gì diễn ra trước mắt quá đường đột khiến anh chưa thể bắt kịp. Hóa ra người bạn bấy lâu nay mà anh luôn tôn trọng, luôn yêu quý lại là một con quỷ khát máu nhìn trang trong bộ dạng này anh không còn nhận ra cô gái hiền lành hoạt bát nữa rồi anh hoàn toàn đã bị lừa bởi vẻ bề ngoài của cô ta rồi đột nhiên thắng lại nhớ đến cái chết của nam nếu cô ta nói mình là quỷ khát máu thì hẳn phải cái chết của nam có liên quan đến cô ta bởi bấy lâu nay anh vẫn luôn nghi ngờ cái chết của nam không phải do thú dữ trong rừng gây ra thắng hít một hơi thật sâu Cô lấy lại bình tĩnh rồi hỏi Nếu vậy Cô có liên quan đến cái chết của Nam không? Trang nhìn anh bằng ánh mắt đầy thương cảm Ngữ điệu tỏ vẻ nuối tiếc đáp Nam Người anh em chí cốt của anh đó sao? Tôi thấy rất lấy làm tiếc gì Cái chết của hắn Nhưng đúng như những gì anh nghĩ đấy Tôi là người giết chết tên khốn đó Thắng nghe như xét đánh ngang tai Anh không thể tin rằng Cô chính là người giết chết bản thân của anh anh lắc đầu miệng lẩm bẩm mấy câu như thế nói với bản thân rằng đây không phải sự thật nhưng anh chưa kịp định hình được gì thì cô lại khẳng định anh không cần phải tự chấn an bản thân mình đâu tôi là người giết tên khốn đó đấy thắng lúc này dường như mất hết kiểm soát anh nhìn cô với ánh mắt đầy căm phẫn quát lớn tại sao tại sao cô lại làm như vậy tại sao để giết chết nó Nợ máu thì phải trả bằng máu Chàng thản nhiên đáp lại Thắng hoang mang toàn thân run rẩy hỏi Thằng Nam trước này không gây thủ chuốc oán với cô Cô lấy lý do gì mà giết chết nó Câu nói của Thắng làm Trang tức giận Một cơn gió lạnh thổi mạnh tới Khiến cho mái tóc của cô ta bay trong gió Để lộ ra nửa khuôn mặt ban nãy bị che khuất Một khuôn mặt dị hợm, kinh dị Trang nổi giận đùng đùng cô ta hét lên khiến mọi thứ xung quanh nghiêng ngả một cơn thịnh nộ ập đến nếu không phải tại tên đốn mạc đó tôi đã không phải chết oan như vậy đã không mang trên mình khuôn mặt của một con quỷ không gian đêm tối bao trùm toàn bộ nơi đây những cơn gió lạnh thổi đến ngày một mạnh hơn chàng đứng đối diện với thắng cô bay lơ lửng trên trời và không có chân ánh mắt chứa đầy sự oán hận nửa bên người bị dập nát hoàn toàn ngay cả khuôn mặt cũng biến dạng máu me bê bết đó không phải là khuôn mặt người mà là khuôn mặt của một con quỷ thắng đứng nhìn khuôn mặt của trang bản thân có chút sợ hãi nhưng trong ánh mắt của cô anh thấy được ngoài sự hận thù còn có cả nỗi đau đớn tuyệt vọng và đâu đó trong đôi mắt anh có cả niềm khao khát được sống một cách mãnh liệt cô khóc một bên là nước mắt Một bên là máu đỏ tươi Giọng nói nghẹn ngào Cố gắng không để cảm xúc lấn át Chỉ tại vì hắn mà tôi không được sống Cũng tại vì hắn mà tôi đánh mất đi cuộc đời của mình Đối với Thắng bây giờ Cảm xúc đang xen lẫn lộn với nhau Nửa buồn nửa sợ Anh tỏ ra bình tĩnh nói với cô Đúng là nhiều cái nam không tốt Nhưng tôi có thể khẳng định Nó sẽ không làm chuyện gì hại đến người khác anh nói xong mà cô bật cười nụ cười khinh bỉ cô đáp <laughs> những người càng tỏ ra là bản thân mình tốt ấy thì chưa chắc đã là người tốt thực sự anh có muốn biết hắn đã làm gì tôi không thắng một mình không tin bạn mình có thể làm ra chuyện hại người anh đứng im lắng nghe cô nói không phải vì anh chấp nhận mà vì muốn chứng minh nam không phải người như vậy chàng bắt đầu kể giọng nói nghẹn ngào nơi cuống hỏng ba năm trước vào một đêm mưa gió trên đường trở về nhà tôi phát hiện nam đang giấu giếm một thứ gì đó ban đầu tôi không suy nghĩ gì nhiều định cứ thế mà bỏ đi nhưng anh biết gì không thứ mà anh ta giấu chính là tiền vàng là tiền vàng đấy chính là số tiền mà nhà ông hoàng bị đánh cắp khiến cho dân làng ai cũng muốn biết đấy ngay đến đây thắng mới nhớ đúng là ba năm trước nhà ông hoàng có mất trộm dân làng nói số tiền mà nhà ông ta mất là một khoản tiền rất lớn nhưng dù thế nào cũng không tìm ra thủ phạm trong đầu tháng lúc này chợt ngờ ngỡ ra điều gì đó ba năm trước nam có làm công nhà ông hoàng nhưng chỉ làm được ba tháng thì nghỉ và ở thời gian Nam nghỉ ở nhà ông hoàng cũng chính là lúc phát hiện ra bị mất trộm nhưng nếu nam nghỉ đúng vào thời điểm nhà ông ta mất tiền thì nhà họ phải nghi ngờ chứ tại sao lại không thấy nói năng gì Nghĩ rồi Thắng liền hỏi Cô nói dối Nếu nhà ông Hoàng mất trộm vào thời điểm Nam nghỉ việc Thì chắc chắn sẽ nghi ngờ Nhưng tôi lại không thấy nhà ông Hoàng nói gì Cô đang nói dối phải không Trang phỉ cười. cười, Cô cười vì sự ngu ngơ của anh Cười vì anh đã tin người quá nhiều Cô nói Ba ngày sau khi hắn ta nghỉ nhà ông Hoàng mới mất trộm Vậy lý do gì để ông Hoàng nghi ngờ hắn? chỉ tiếc hành vi đó của hắn lại bị tôi phát hiện và rồi kết quả nhanh thấy đấy tôi chết dưới tay hắn chết không toàn thay hắn dùng đá đập liên tục vào đầu tôi đem xác tôi vứt xuống vực bây giờ thì tốt rồi tôi biến thành oan hồn không thể siêu thoát mãi mãi vất vưởng trên nhân gian thắng đứng hình cả người lặng thinh anh có nên tin vào lời nói của người con gái này không nhưng cô ta nói đúng việc nhà ông Hoàng mất trộm xảy ra sau khi nằm nghỉ ba ngày Và cả những thái độ lạ của Nam vào những ngày sau đó Bây giờ nghĩ lại anh mới nhận ra Lúc đó anh chỉ nghĩ đơn giản là Nam kiếm được một khoản tiền lớn Nên mới tiêu xài như vậy Đầu ngờ số tiền đó có được từ việc bất chính Sao? Không đối mặt với sự thật à? Không dám tin vào chuyện đó sao? Trang hỏi nhưng Thắng vẫn im lặng không nói những suy nghĩ trong anh bây giờ rối như mớ bòng bong chẳng biết đúng sai gì nữa anh đứng thần người như vậy một lúc lâu có lẽ là muốn chấn tĩnh bản thân trong lúc này rồi anh bắt đầu nghĩ đến những chuyện xung quanh nếu chàng bị nam hại chết vậy đâu có lý do gì để cô hại những người từng làm ở ruộng dưa trước đây anh chuyển ánh nhìn về phía cô giọng nói nghiêm nghị hỏi nếu nam hại cô vậy cô chỉ cần tìm cậu ta trả thù là được tại sao còn hại những người từng làm ở ruộng dưa trước đây câu hỏi hay đó chàng cảm thán rồi nói tiếp tôi không hại họ chỉ là dọa thôi trên đời này có nhiều chuyện anh không thể hiểu được đâu mối thủ năm ấy chưa trả hết làm sao tôi có thể thanh thản được dứt lời cô ta liền tan biến vào trong không trung thắng chạy lên phía trước định giữ Trang lại hỏi nhưng không kịp cô ta đã hoàn toàn biến mất những gì đang diễn ra trước mắt đều là sự thực thắng bất chợt tự hỏi bản thân như vậy người bạn mà anh coi như anh em trong nhà lại là một tên trộm một kẻ giết người người bấy lâu nay nói chuyện với anh không phải người mà là ma còn ruộng dưa này nữa đúng như những gì mọi người nói nó bị ám và chuyện mà trang nói khi nãy liệu cô ta còn quay lại thắng ngồi gục xuống đất Mọi thứ bây giờ đều mông lung, mơ hồ, không xác định thực hay hư. Anh không biết rằng sáng mai mọi thứ có ổn không nữa, nhưng anh biết đêm nay là một đêm dài khó ngủ. Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời còn chưa thức, bầu trời vẫn còn u tối. Thắng đã lật đật ngồi dậy trong căn tròi nhỏ. Cả đêm hôm qua anh không thể nào chợp mắt nổi. Cứ nhắm mắt thì lại nhớ đến những gì đã xảy ra. Anh lờ đờ đi ra khỏi căn tròi, hai mắt thâm quầng nhìn gì cũng không rõ ngẫm lại có thể đó cũng chính là lý do mà mấy người trước kia đều rời khỏi ruộng dưa nhưng khi đối mặt với những thứ tối hôm qua anh dường như không quá sợ hãi cũng không hề có ý định rời đi dẫu sao cũng không còn bao lâu nữa rời đi bây giờ chẳng phải công sức suốt thời gian qua đều đổ sông đổ biển sao thắng vươn vai hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần rồi chuẩn bị dụng cụ ra ruộng làm việc trời cũng bắt đầu sáng hơn khi nãy anh xuống ruộng xem mấy luống dưa thế nào thì tá hỏa khi phát hiện ra một hiện tượng kinh hoàng tất cả dưa trong ruộng đều biến thành màu đen sì luống và lá dưa đều héo úa hết thắng hoang mang đi ra sau căn chòi xem mấy luống ở đằng sau ở đằng sau cũng vậy tất cả dưa quả nào quả nấy đều biến thành một màu đen sì anh hoảng loạn đến tột độ ngồi quỳ xuống đất hai tay đun đun sờ vào những quả dưa rồi nói sao sao lại có thể như vậy được tối hôm qua vẫn còn bình thường vậy mà bây giờ lại hỏng hết bao nhiêu công sức của mình chẳng lẽ đổ sông đổ biển anh vừa sợ vừa hoảng ngồi quỳ xuống đất hai mắt rưng rưng sắp đến mùa thu hoạch rồi bây giờ dưa hỏng không những không có tiền mà có khi lại phải đền lại cho nhà ông hoàng đường dưa rộng lớn thế này anh có làm cả đời cũng không đền nổi Bây giờ tính sao đây Trong đầu anh hiện lên một loạt những câu hỏi Mà đến bản thân anh cũng không rõ câu trả lời Đang hoang mang không biết làm thế nào Thì phía đằng trước căn tròi Vang lên giọng nói của một người đàn ông Thưa thầy Đây là ruộng dưa mà tôi nói đến Mời thầy xem qua Thắng giật mình khi nhận ra đó chính là giọng của ông Hoàng Bây giờ phải làm sao? Thế nào? Ông ta cũng biết ruộng dưa của mình bị hỏng, anh biết làm thế nào bây giờ? Thắng Hoàng mang ánh mắt đảo liên tục rồi hít một hơi thật sâu, quyết định lấy hết can đảm đối diện với sự thật. Anh bình tĩnh nhanh chóng đi vào ra đằng trước. Hôm nay ông Hoàng không đến một mình mà đi cùng với một người đàn ông lạ mặt. Anh chưa bao giờ thấy anh ta, hình như là người ở nơi khác đến. Nhìn cách anh ta ăn mặc, chiếc áo khoác hình âm dương trên người hình như là thầy pháp. Thắng phân tâm nhìn người đàn ông đó một hồi rồi nhanh chóng trở về vấn đề chính. Anh nhanh chóng đi đến chỗ ông hoàng, vẻ mặt niềm nở, ngữ điệu vui vẻ chào đón. Dạ chào ông. Hôm nay ông đến kiểm tra ruộng dưa. À? Ông hoàng nhìn thấy thắng cười đáp. Đúng vậy, hôm nay tôi cùng với khách của mình đến xem tình hình ruộng dưa thắng chuyển ánh nhìn của mình sang hướng của thầy bảo rồi khé cúi đầu chào hỏi cậu mau dẫn tôi đi xem ruộng dưa đi ông hoàng ra lệnh trước yêu cầu bất ngờ của ông hoàng thắng ấp úng chưa thể đáp lại ngay ông ngoài miệng thì cười nhưng trong lòng hoang mang không biết nên làm gì hai tay anh run rẩy chán đổ mồ hôi hột thấy anh có thái độ lạ ông hoàng hỏi cậu sao thế mau dẫn chúng tôi đi chứ tôi không có nhiều thời gian đâu nhưng Thắng ngập ngừng Nhưng sao? Cậu nói rõ xem nào Thắng lúc này không thể giấu nổi Liền nói hết ra Dạ thưa ông Ruộng dưa, ruộng dưa hỏng hết rồi Lời Thắng nói nghe như sét đánh ngang tay Ông Hoàng ngay lập tức đẩy Thắng sang một bên Rồi chạy đến ruộng dưa xem xét Cả thầy bảo và Thắng cũng đi theo sau Đứng trước ruộng dưa Ông Hoàng mới đứng hình khi chứng kiến cảnh tượng đó toàn bộ dưa của ông đều biến thành một màu đen, rau cỏ cũng héo úa hết. Ông hoảng loạn nhìn ruộng hồi lâu, vẫn không thể tin được những gì đang diễn ra. Thầy bảo nhìn những quả dưa đen xỉ đó thì không mấy ngạc nhiên, mà ngược lại tỏ ra rất bình tĩnh. Thầy khẽ nhíu mày, miệng lẩm bẩm điều gì đó hình như đã đoán được chuyện gì. Ông Hoàng bấy giờ tức giận, hai mắt đỏ long sòng sọc, tiến đến chỗ thắng nắm lấy cổ áo anh. Ông cằn giọng: Gân ở cổ cũng nổi hết lên quát tao thuê mày đến đây để chăm sóc ruộng dưa tại sao bây giờ lại thành ra thế này hả thắng đôn sợ nhìn ông hoàng lắp bắp trả lời thưa thưa ông tôi tôi, tôi thực sự không biết rõ ràng tối qua còn bình thường chẳng hiểu sao sáng nay khi tôi kiểm tra nó lại biến thành như vậy mong ông hãy tha tội cho tôi ông hoàng càng tức giận hơn tay nắm chặt cổ áo thắng hai mắt trợn trừng không tha nói Tha cho mày Mày nghĩ xem tao tha cho mày thế nào đây Hả Ông Hoàng định giơ tay lên đánh anh Thì thầy bảo đột nhiên lên tiếng Không phải lỗi của anh ta đâu Lời nói của thầy bảo vang lên Khiến hai người chú ý Ông Hoàng cũng dần buông tay khỏi cổ áo của Thắng Ông quay đầu lại hoang mang hỏi Thầy nói vậy là sao Thầy phát hiện ra điều gì rồi sao Thầy bảo khẽ gật đầu rồi cầm một quả dưa lên, đập nát nó trong sự ngỡ ngàng của ông Hoàng và Thắng. Quả dưa rơi xuống đất vỡ thành nhiều mảnh, nhưng thứ ở bên trong đó mới khiến hai người tá hỏa. Ở bên trong quả dưa là một hộp sọ người. Ông Hoàng sửng sốt nhìn thứ ở dưới đất hoang mang hỏi. Đây, đây là... Ông Hoàng mang đến nỗi không thể nói tiếp. Thầy Bảo vẫn rất bình tĩnh quay sang nói với Thắng phiền anh đập vỡ những quả dưa kia giúp tôi thắng vẫn ngẩn người vì những gì diễn ra trước mắt nhưng anh vẫn cố bình tĩnh mà làm theo lời thầy bảo anh đi đến nhặt những quả dưa bên cạnh rồi đập vỡ đúng như những gì thầy bảo nghĩ bên trong những quả dưa này đều là một phận của người chết những gì diễn ra trước mắt khiến ai cũng hoang mang chỉ sau một đêm mà những quả dưa bình thường đã biến thành nơi chứa đựng từng bộ phận của người chết thầy bảo vẫn đứng im không nói gì đợi đến khi tất cả bình tĩnh hơn thầy mới tiếp tục một lúc lâu sau thầy mới quay sang hỏi thắng đêm hôm qua có phải anh đã gặp cô ta không câu hỏi bất ngờ của thầy bảo khiến thắng chưa kịp trả lời anh bất ngờ khi được thầy hỏi câu đó nhưng nếu thầy hỏi vậy chắc hẳn có lý do riêng anh chẳng cần gì phải giấu giếm mà nói thật hết ừ, vâng tối hôm qua tôi đã đối diện với linh hồn của cô ta ông hoàng giật mình khi nghe thắng nói ông xoay người thắng lại hỏi đây không phải chuyện đùa nếu cậu chịu nói sự thật tôi sẽ tha cho cậu về những chuyện làm hỏng ruộng dưa và cho cậu một khoản tiền nhưng cậu nhất định phải nói sự thật không được nói dối dù nửa lời nhìn vẻ mặt hốt hoảng của ông hoàng anh cũng đủ hiểu chuyện này quan trọng đến mức nào thắng nuốt nước bọt nói tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng tối hôm qua mình có gặp oan hồn của trang cô ta xuất hiện trong tình trạng rất quỷ dị và còn nói nợ máu phải trả bằng máu sau khi cô ta biến mất thì sáng hôm sau ruộng dưa xảy ra chuyện ông hoàng lúc này suy sụp hoàn toàn không còn lời nào để nói thầy bảo đứng bên trầm ngâm suy tính điều gì đó rồi nói với thắng được rồi mọi chuyện ở đây tôi sẽ giải quyết còn cậu đã hết trách nhiệm và cũng không cần đền bù ruộng dưa đâu. Bây giờ cậu hãy đến nhà ông Hoàng nói với quản gia đưa tiền công giống mấy người trước. Ông ta tự khắc hiểu. Thắng đứng thần người một lúc rồi cũng thu dọn đồ đạc trong căn tròi rời đi. Bây giờ ở ruộng chỉ còn thầy Bảo và ông Hoàng. Thầy Bảo nhìn xung quanh ruộng một hồi, trong đầu đang toan tính điều gì đó. Ông Hoàng sau một cú sốc lớn thì cũng cố lấy tinh thần hỏi. Thầy, bây giờ chúng ta phải làm gì đây? cô ta cô ta đến thật rồi thầy bảo thở dài nhìn ông hoàng đáp có lẽ đã đến lúc phải thực hiện nghi lễ rồi ông mau kêu người chuẩn bị những thứ tôi cần đi tối nay chúng ta sẽ thực hiện nghi lễ diệt quỷ ông hoàng vội vã gật đầu rồi tức tốc chạy đi chuẩn bị thầy bảo đứng một mình trên ruộng miệng nở một nụ cười đầy nham hiểm đêm nay có lẽ là một đêm đầy vất vả không hiểu sao hôm nay trời tối rất nhanh, mọi thứ xung quanh đều rất ảm đạm. Trên cánh ruộng dưa rộng lớn chỉ có thầy Bảo và gia đình ông Hoàng. Bây giờ đã là một giờ đêm. Đây không phải giờ kỵ nhưng nó là thời điểm dễ dàng để thực hiện nghi lễ. Thầy Bảo đứng giữa cánh đồng còn gia đình ông Hoàng thì đứng nép sang một bên. Thầy nhìn xung quanh một lượt rồi thắp một nén nhang cắm giữa ruộng, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Đáng lẽ ra nghi lễ này chỉ cần thầy Bảo và ông Hoàng là đủ. Nhưng ý thầy vẫn muốn cả bà Hương và cậu Đức đi Cốt yếu là để mọi người biết nguồn cơn mọi việc Không khí xung quanh toàn một màu u tối Tất cả đều chìm trong không gian yên lặng đến đáng sợ Mọi người ai cũng hồi hộp, lo lắng, chờ đợi Thầy bảo thắp nén nhang chắp hai tay khấn vái rồi quay sang nói với ông Hoàng Đã đến giờ rồi, mau chuẩn bị nghi lễ Chúng ta sẽ bắt đầu lễ diệt vong thầy bảo lấy một chén rượu đổ xuống đất rồi ngồi sau chiếc bàn được đặt ở giữa ruộng nơi bày biện đầy đủ những đồ vật cho nghi lễ trước khi thực hiện lễ diệt vong điều cần làm là phải gọi hồn trên bàn gồm có một con dao một cái gương hai con búp bê một bát gạo một bát muối một bát tiết động vật chưa đông đặc một bó nhang và một ngọn nến thầy bảo nhìn sơ qua một lượt tất cả đều đã đủ thầy cầm chiếc chuông bên cạnh rung lên ba tiếng rồi bắt đầu chắp tay lại miệng lẩm bẩm thần chú gia đình ông hoàng cũng nhắm mắt cầu khẩn ông hoàng không biết thầy đang nói gì bởi những gì ông nghe thấy chỉ là những thứ tiếng khác lạ sau khi đọc xong thần chú thầy bảo lật ngửa gương đặt xuống đất treo con búp bê lơ lửng trên chiếc gương bằng một sợi dây bên cạnh cái gương đặt bát gạo và bát muối mỗi thứ một bên mỗi bát cắm một nén nhang để thử hồn ma đói tránh trường hợp gọi nhầm hồn thầy đặt con búp bê còn lại lên ban thờ đốt một nén nhang bên cạnh việc cần làm bây giờ là chờ cho nén hương cháy hết ông hoàng đứng bên ngoài trông ngóng rất muốn lên tiếng hỏi nhưng lại sợ nhớ đâu ảnh hưởng đến nghi thức thì mọi thứ lại đổ sông đổ biển ông nhìn sang bên cạnh bà hương đang run lên cầm cập còn cậu đức mới khỏi ốm nên nhìn vẫn còn rất xanh xao thấy vợ con mình phải chịu khổ ông tự trách bản thân mình năm xưa quá hồ đồ nếu lúc đó ông rộng lòng hơn thì có lẽ mọi chuyện sẽ không diễn ra như vậy trong lúc chờ đợi nén hương cháy hết thầy bảo không rời khỏi chỗ làm lễ nửa bước cứ ngồi lì như vậy anh ta lấy trong người ra con dao lúc trước dùng để rạch tay cậu đức rồi hơ qua lửa lần này con dao không chuyển sang màu đỏ mà là màu xanh giống như những con ma chơi trong bầu trời đêm tối anh ta vừa hơ dao vừa toan tính chuyện gì đó Nhìn nét mặt thì có thể dễ dàng đoán được Đó chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì Sau khi lưỡi dao đó hoàn toàn chuyển sang màu xanh Anh lặng lẽ cất vào trong tay áo Đợi thời cơ chín mùi để sử dụng Hơn 30 phút sau Cuối cùng nén hương cũng cháy gần hết Thời khắc sinh tử sắp bắt đầu Thầy bảo dùng dao cứa vào tay một vết nhỏ Thấm máu lên con búp bê đặt trên ban thờ cầm con búp bê và bát máu động vật, hất thẳng bát máu và con búp bê đang treo. Thầy chờ đợi khoảng vài phút rồi đốt nến lên, cầm búp bê và nếm trên tay. Thầy bảo cẩn thận quan sát xung quanh, bát gạo và bát muối không bị lật đổ, chứng tỏ không có ma đói. Rồi đột nhiên con búp bê treo trên gương đung đưa. Một lúc sau nó ngừng lại, mặt nó chiếu thẳng về phía thầy bảo, hồn ma đã đến. Sợi dây treo con búp bê không ai cắt cũng tự đứt, Thầy bảo nhặt con búp bê lên và ngồi im Đặt búp bê lên vai soi gương soi để nhìn thấy cả mặt trăng ở đằng sau Thầy nhắm mắt và bắt đầu đếm Đếm đến 49 thì đột nhiên mở mắt Toàn bộ quá trình đó gia đình ông Hoàng đều chứng kiến hết Họ kinh hãi không dám hó hé nửa lời Thầy bảo nhìn vào gương Có cảm giác con búp bê đang liếc sang mình Và đồi đằng sau nó xuất hiện một khuôn mặt Khuôn mặt của vong hồn Đúng như những gì dự đoán Vong hồn đã xuất hiện Thầy bảo hạ chiếc gương xuống cười nói Cô đến đúng giờ đấy Tất nhiên là vậy rồi Từ đằng sau thầy bảo vang lên một giọng nói trầm thấp Mang theo cả tạp âm Giọng nói đó như phát ra từ âm ti địa ngục Thầy bảo ngẩng đầu lên nhìn Gia đình ông Hoàng cũng nhìn theo Trước mắt họ bây giờ là oan hồn của Trang Cô ta bay lơ lửng trên không trung với bộ dạng quỷ dị không có chân Nửa bên người nát bấy bao gồm cả nửa khuôn mặt Máu me bê bết cháy xuống cả chiếc áo trắng cô ta đang mặc Nửa cười quỷ dị Ánh mắt chất chứa sự hận thù Mái tóc dài buông thõng bay theo chiều gió Chứng kiến cảnh tượng đó bà Hương không chịu đựng được mà ngã quỵ xuống đất May mắn Đức ở bên cạnh đỡ được bà Ông Hoàng chết lặng Chân như bị chôn vùi dưới đất Ánh mắt của ông Một phần sợ hãi Một phần tội lỗi nhìn cô ông chỉ dám đứng im lặng nhìn mà không biết nói gì thấy gia đình ông hoàng có phản ứng như vậy khi gặp mình chàng khẽ nở một nụ cười như thể đạt được mục đích thầy bảo vẫn ung dung ngồi thắp những ngọn nến chưa thắp dù sao cô ta sẽ chết thêm lần nữa anh muốn cô tự đắc thêm một chút nữa thắp xong ngọn nến cuối cùng anh hỏi cô cô cũng tài thật đấy tôi phải mất bao nhiêu công sức mới có thể gọi được hồn của cô oán nghiệp nặng đến thế sao trang chuyển ánh nhìn của mình sang phía thầy bảo cô nhìn anh bằng ánh mắt khinh rẻ nói sao thầy này nói mất nhiều công sức được chẳng phải thầy là thầy pháp nổi tiếng có thể khiến cho linh hồn tan biến mà không thể đầu thai sao tôi chỉ là một linh hồn nhỏ nhoi lấy gì so sánh với thầy đáp lại cô là nụ cười đầy nham hiểm của thầy bảo anh khẽ nghiêng nhẹ đầu không đáp vẫn ung dung quan sát xem xét những con búp bê trên bàn Ông Hoàng thấy thầy bảo không ra tay liền nói lớn Thầy Con ác quỷ này đã xuất hiện rồi Thầy mau thực hiện nghi lễ Mau giết chết nó đi thầy Ông Hoàng đứng bên ngoài Cố nói to nhất có thể Trong ông bây giờ chỉ toàn nỗi sợ hãi Và hận thù Ông sợ Trang sẽ làm hại đến gia đình của mình Và ông hận Hận không thể tự tay giết chết ác linh trước mặt thấy cha nói vậy Cậu Đức cũng chêm thêm vào thầy bảo thầy máu giết chết à đi à là một con quỷ chuyên đi hại người thầy máu giết chết à đi lời nói của cha con ông hoàng khiến trang vô cùng tức giận cô quay sang lửa họ bằng ánh mắt đỏ ngầu răng nành cũng bắt đầu nhe ra bọn mày câm miệng cô ta gào lên kèm theo đó là những cơn gió lạnh thấu xương từ đằng xa vọng lại những tiếng kêu gào thảm thiết âm thanh rung động cả một vùng tiếng sấm vang lên mây đen ùn ùn kéo đến chớp rạch ngang trời gió lên từng đợt quét qua ruộng bụi bay mù mịt mọi người đều lấy tay che lại chàng vẫn bay lơ lửng trên không trung tay bắt đầu có những móng vuốt dài và sắc hai hốc mắt của cô ta đen lại không còn nhìn thấy con người nữa thầy bảo vẫn ngồi im một chỗ chưa ra tay trang lừa ông hoàng một cái rồi nói Mày phải cảm thấy thật may mắn khi sống đến tận bây giờ đấy Đồ khốn Ông Hoàng lùi lại mấy bước nét mặt run sợ Nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh đáp May mắn hay không cũng không liên quan đến mày Nhìn nét mặt sợ hãi của ông Hoàng Trang cười phá lên Ánh nhìn khinh bị chuyển sang hướng của Đức nói Ái chà chà Tôi còn tưởng cậu Đức đây bị bệnh sắp chết rồi cơ Hóa ra vẫn còn sống khỏe mạnh như vậy à hay là để tôi cho cầu thêm mấy con sinh trùng bầu bạn cho vui được không đức bị trang dọa đến nỗi không nói được lời nào hai mắt trợn tròn kinh hãi bà hương sợ hãi run rẩy cầm chặt lấy tay con mình mà khóc ông hoàng sợ trang sẽ làm hại đến vợ con mình lập tức lên tiếng mày muốn gì thì nhắm vào tao đây này đừng có động đến gia đình tao cơn thịnh nộ của trang ngày một dữ dội hơn Sớm chớp cũng bắt đầu rầm rộ hơn, gió thổi ngày càng mạnh. Trang chỉ tay về phía ông Hoàng, cẩn giọng nói. Đúng, mày chính là nguyên nhân khiến tao trở nên như vậy, chính là đã đẩy tao đến mức đường cùng rồi. Tao không làm gì có lỗi với mày để mày gây ra những chuyện này cả. Ông Hoàng khăng khăng phủ nhận. Trang cười vẻ mặt ngày một dữ tợn hơn. Mày nói không làm gì tao sao? Vậy mày giải thích thế nào về cái chết của cha tao hả? À? Năm đó Ông ấy vì cứu mày mà không màng đến tính mạng của mình Nhưng mày thì sao Ngày lúc ông ấy cần mày nhất mày đã làm gì Mày đã đẩy cha tao xuống vực Khiến ông ấy chết một cách đau đớn Đau đớn nhất là để đứa con gái duy nhất Ở lại một mình trên đời Ông ấy chết không toàn mạng Chỉ vì một chút tiền ít ỏi Mà mày nhẫn tâm giết chết một mạng người Mày còn đáng sợ hơn cả cầm thú Một con quỷ đội đốt người Chẳng nói hết những gì cô giấu trong lòng bấy lâu nay bao gồm cả mối thủ suốt thời gian qua năm đó ông hoàng và cha cô còn là những người chuyên đi đốn củi bán lấy tiền trong một lần đi rừng đêm cả hai phát hiện ra một loại cây quý ông hoàng ham mê tiền tài muốn lấy được loại cây đó để kiếm lời cũng chính vì thế mà suýt ngã xuống vực may mắn mà có cha cô cứu nhưng lòng tham của con người là không đáy ông hoàng muốn chiếm lấy loại cây đó một mình mà nhẫn tâm đẩy cha cô xuống vực ngay trước mắt cô, một đứa trẻ 18 tuổi. Cha mất, Trang đành phải tự mình nương tựa vào mình mà sống. Cũng chính vì lẽ đó mà trong lòng cô nuôi nỗi oán hận, tự thề với bản thân rằng nhất định phải trả thù cho cha. Nên đến khi cô chết, oán hận chồng chất mãi không thể siêu thoát. Ông Hoàng chết lặng người khi nghe những lời mà Trang nói. Sự việc năm đó ông ta chỉ muốn giấu đi, nhưng bây giờ lại bị bại lộ, ông hoàng đưa mắt nhìn vợ con hai người họ bây giờ nhìn ông bằng ánh mắt khác cũng phải thôi chẳng trách ai được bản thân ông gây đang nghiệp chướng thì phải tự mình gánh lấy ông ta chẳng còn lời nào để nói chỉ biết lặng thinh nhưng dường như nó vẫn chưa đủ thỏa mãn cho cơn thịnh nộ của trang bây giờ mới chính là lúc cô ta trả thù chàng cứ thế lao tới cho ông hoàng mà không màng đến những thứ xung quanh ông hoàng bây giờ đành bất lực chỉ biết nhắm chặt mắt lại Bà Hương nhìn chồng gặp nguy hiểm muốn đến bảo vệ Nhưng lại bị Đức ngăn lại Rồi đột nhiên một tiếng đoàn vang lên rất lớn Sau âm thanh đó mọi thứ đều trở nên rất im lặng Không biết đã xảy ra chuyện gì Và bản thân không cảm nhận được sự đau đớn Ông Hoàng mới từ từ mở mắt ra Ông thấy bản thân không hề bị xê dịch dù chỉ một chút Hơn nữa trên người cũng không có vết thương nào Ông nhìn về phía trước trang bị hất tung ra phía đằng xa còn trước mặt ông xuất hiện một tấm chắn ảo ảnh mỏng nhìn nó thực thực ảo ảo lẫn lộn ông hoàng định đưa tay lên chạm vào nó thì thầy bảo lên tiếng nó là tấm chắn bảo vệ đến khi nào tôi thực hiện xong nghi lễ nó sẽ tự biến mất ông hoàng gật đầu hiểu ý rồi nhanh chóng đi đến chỗ của bà hương và đức không dám cản đường thầy bảo thầy bảo bây giờ mới đứng dậy tiến từ từ bước chậm rãi về phía trang Cô bị một lực mạnh hất tung ra xa Lưng đập vào cành cây gần đó Toàn thân giã rời Đứng lên cũng không vững Thầy bảo nhìn Trang chiều mến nhẹ giọng nói Cô phải biết tự lượng sức mình Phải biết bản thân đang đấu với ai Trang vịn và thân cây ho lên mấy tiếng cực nhọc đứng dậy Hai mắt trợn trừng nhìn anh được quát Hóa ra Vì thầy Pháp được nhiều người ca tụng Lại đi giúp đỡ những kẻ không có nhân tính hay sao Thầy bảo đột nhiên cười phá lên Giọng nói vẫn trầm thấp nhẹ nhàng đáp Vậy thì cô nhầm rồi Tôi không phải bị thầy Pháp giàu lòng thương người và độ lượng đến thế đâu Thầy thì hãy chết chung với lũ khốn nạn kia đi Trang vừa dứt lời thì lao tới chỗ thầy bảo Móng vuốt của cô ta dài ra và chuyển thành màu đen Những cơn gió cũng ngày một mạnh hơn Giống như cơn thịnh nộ của cô bây giờ Điều duy nhất cô nghĩ tới bây giờ là trả thù giết chết những kẻ đã hại cô và cha cô. Ngoài ra không còn điều gì khác. Thầy Bảo vẫn đứng im khi Trang chỉ còn cách anh vài bước chân. Anh vung nhẹ tay một cái. Đột nhiên từ đâu bóng có một vật màu trắng xoẹt qua trước mắt. Một cánh tay tóm lấy Trang kéo cô bay lên. Trang bị nhấc bổng qua những lùm cây, lưng bị đập liên tục vào thân cây. Cô đau đớn đến mức không thể kháng cự. Ngay đến cả chuyện giấy rụa cũng không làm được. Sau một hồi bị tra tấn bởi sức mạnh đó Chàng cũng cục ngã rơi bịch xuống đất Lúc này thầy bảo mới tiến lại gần phía cô đang nằm Ông Dung ngắm nhìn khuôn mặt quỷ đang dần chết mòn Anh cười nói Cô có muốn nói gì trước khi chết không? Chàng đau đến mức không thể nói thành lời Thầy bảo tỏ ra thương cảm rồi lấy trong tay áo con dao khi nãy Anh ngắm nhìn lưỡi dao màu xanh biếc Rạch một đường nhỏ trên ngón tay cho máu chảy xuống lưỡi dao rồi cười lưỡi chẳng đau đến mức không thể nói thành lời. Thầy Bảo tỏ ra thương cảm rồi lấy trong tay áo con dao khi nãy. Anh ngắm nhìn lưỡi dao màu xanh biếc, rạch một đường nhỏ trên ngón tay cho máu chảy xuống lưỡi dao rồi cười nói: đáng lẽ ra cô nên đi đầu thai sớm hơn, chỉ tiếc số phận lại bắt cô gặp tôi. Dẫu sao cũng là duyên, tôi sẽ giúp cô ra đi thanh thản, chỉ là không thể biết được kiếp sau là gì thôi. Dứt lời thầy Bảo giơ con dao lên cao rồi không một chút ngần ngại đâm thẳng vào người của trang cô ta đau đớn kêu gào thảm thiết tiếng kêu vang lên thấu tận trời cao ngay lúc con dao đâm xuống trời cũng bắt đầu nổi cơn sấm chớp rạch ngang âm thanh hỗn tạp như có cả tiếng xì xào của oan hồn bất vượng sau một hồi thì mọi thứ cũng kết thúc oan hồn của trang hoàn toàn tiêu biến oan hồn đó biến thành một làn khói đen thầy bảo lấy trong người ra một lọ hồ lô làn khói cũng tự động bay vào đó mọi thứ cuối cùng đã kết thúc trời lại bắt đầu yên ả những thứ đồ chuẩn bị cho nghi lễ cũng chuyển sang màu đen mọi chuyện thực sự đã kết thúc thầy bảo kiểm tra lại một lần nữa xong xuôi đâu đó thì đi đến chỗ gia đình ông hoàng ông hoàng vui mừng cúi đầu cảm tạ thầy đội ơn thầy đội ơn thầy nhiều lắm thầy bảo nhìn ông hoàng nói nhưng nghi lễ vẫn chưa kết thúc trong khi ông hoàng vẫn còn ngỡ ngàng bởi lời nói của thầy bảo không nói không rằng anh ta đưa tay mình lên móc đôi mắt của ông ta lên ông hoàng đau đớn gào thét bà hương ngồi bên cạnh hét thầy làm gì vậy hả thầy bảo điềm tĩnh nói bây giờ nghi lễ mới thực sự kết thúc vật hiến tế là đôi mắt của kẻ tham lam dứt lời thầy cứ thế bỏ đi mặc cho ông hoàng ở lại đau đớn có lẽ đây chưa phải kết cục của kẻ giết người nhưng chính là mở đầu của chuỗi ngày đau đớn sau khi nghi lễ kết thúc mọi thứ lại yên bình trở lại thắng nhận được một số tiền đủ lớn để giữ kín chuyện anh và mẹ cũng giống như những người khác đều rời khỏi làng gia đình ông hoàng sau nghi lễ cũng không khấm khá hơn chuyện làm ăn không mấy ổn định chẳng bao lâu thì gia sản tiêu tan ông hoàng mất đi đôi mắt cũng mắc bệnh lạ sống được tầm ba tháng thì mất bà Hương và Đức cũng rời làng. Chẳng biết họ đã đi biệt tích ở đâu, dân làng cũng dần dần không ai nhớ đến việc đã từng có một gia đình quyền thế và chuyện ruộng xưa ma ám nữa. Mọi thứ dường như chưa từng xảy ra, tất cả đều đến nhanh như cái chớp mắt và tan biến vào trong hư vô, giống như một cơn ác mộng. Bởi vậy mới nói, gieo nhân gặt quả, có nghiệp, ắt có báo. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe câu chuyện ngày hôm nay. Và đến đây là kết thúc rồi. Quý vị thấy câu chuyện như thế nào hãy để lại bình luận nhé. Xin chào hẹn gặp lại. Chúc quý vị ngủ ngon.